bong bong đó nghe nè. Đừng đừng có để chặt quá nha. Xếp xếp cho đàng hoàng nghe mấy chú, cẩn thận nha. Ừ, cẩn thận đó. Tụi bay làm giặt một chậu nha là tao cho giặt bù một chục chậu. Cái ông này, ông nói vậy ai thèm giặt cho ông nữa. Mệt là quá. Tôi nói chưa hết cái bà nhảy vô miệng tôi bà ngồi rồi. Giặt một chục chậu nhưng mà tính tiền á 11 chậu. Mấy chú nghe khoái quá phải không? Thì... nè nhưng mà đừng có vậy mà làm hư bông của tôi để được 11 chậu à nghe. Thôi thôi, ở đây để tôi lo. Bà về bà lo nấu cơm, cái ngồi tôi về tôi ăn, đói bụng rồi. Biết rồi, tôi kho nồi cá rô kho tổ ở nhà đó. Rồi canh chua bông điên điển nha. Trời ơi, món ruột nha. Coi chừng á, cẩn thận á nghe, xếp cho đàng hoàng nghe không. À, chắc nhẹ nhẹ á, tụi con. Nè nè nè, tụi bay khuân giác cái kiểu gì vậy hả? Trời đất ơi trời, khuân giác cái này dập công hết trơn rồi sao? Còn cái thằng này nè, cái thằng khỉ đột này nè, làm vừa phải rồi chứ. Con nói với ba rồi, thấy không? Con đã bàn với ba rồi để con đưa một cái đám mà trai tập tạ, cơ bụng cơ muối, chuột nào chuột nấy như chuột cống vậy đó, để khiêng bông cho ba. Mà ba không chịu. Ê, dạ. Ai là ba của mày? Thì ba bây giờ không phải là ba ruột của con, nhưng mà ba là ba vợ tương lai của con. Ba yên tâm đi, để con đổi dép mới cho ba. Không, hồi đó giờ mày có thấy cái người nào mà có hai con mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai mà không có cái miệng không? Sợ dừa. Sợ dừa là trong truyền thuyết. Hiện tại bây giờ nè, có một người, biết ai không? Ủa ai vậy? Chị mày là... một hồi nghe tao gã miệng mày nha. Răng mày rớt mà mày không kịp lụm lên nha. Rồi cái mỏ nó vậy nè, nó cháo mà húp không được luôn nghe con. Đó, cái này là tạo nghiệp nè. Cái này là tạo mày. Chứ gì nữa, ba đang tự tạo nghiệp cho ba đó. Đó, cái nghiệp này là người ta là gọi là cha ăn mặn là đời con khát nước. Làm sao? Thì đó, mai mốt lỡ như cái là con nó lỡ nha. Nếu như mà con lấy con Mỹ Lan, thấy không, lấy về làm vợ, cái tự nhiên giả con rớt hết ra cái răng con và không có cái miệng con, phải vậy không? Không, đúng không? Mà mỗi lần con hôn Mỹ Lan con cứ cạp và nó nhộn nhộn của mày. Mày đứng lại, mày đứng lại. Cái gì? Nè, thách ba rửa con luôn á. Thách ba rửa con. Nè, thôi. Để cho hư hỏng. Đứng lại nghe, đứng lại nghe. Mày chạy khỏi không? Nè nè. Mày chưa thấy cái tài bắt chúng của tao hả? Mày phải chở con trong chúng mày á. Tao gả con Lan con tao cho mày. Đó, ba hứa nghe, ba chọn chúng con nha, chúng mỏ con nha. Cái gì thôi? Nè, chọn đi, coi. Mày né hả? Mày né. Thấy chưa? Thấy chưa vậy? Xem xíu chúng ba vợ con, thấy không? Nè, thôi đi. Nè, ba thua rồi nha. Ba chỉ chọn chúng ngay chỗ dưới chân con thôi. Con nói là chúng trên mặt con, chúng trên mặt con có thua. Ba thua rồi, vậy thì ba phải gả mày Lan cho con. Ê, nè, nè, hư quá của tôi hết. Con đi nha ba vợ, con đi nha ba vợ. Không giỡn nữa. Cái thứ âm binh gì đâu không nha. Mỹ là người tật vui mà. Cái thằng này. Bà khỏe không? Khỏe, sao? Lại lùm tôi chiếc dép coi. Ông trời hoài, cản hoài không nghe. Trời ơi, hư qua hết rồi làm sao mà bán cái ếch đây trời. Sáng sớm gặp quá. Gì đâu không. Bực bội. Ủa, rồi cái bình nước coi, để tôi về tôi lấy nước vô cho uống nè. Rồi con bà nữa. Rồi sao không về nấu cơm đi? Ăn bữa cơm con bà chắc tới chiều quá. Trời, ông này thôi tôi lấy đã nè, may là tôi đã kịp với ông, thôi là hư hết cái đám bông rồi. Bực. Ông già khó tính đó là tôi đa. Anh hai tôi á. À, bông bán sỉ, không có bán lẻ. Thông cảm nha. À, tới chưa vậy? Suốt ngày bị ổng hối lấy chồng. Tức quá tôi mới bỏ đi học nghề bánh tráng. Dính với anh hai chán. Nghe mọi người kêu ổng tên thiệt là Trạng. Không rõ hồi xưa ổng đi lính chấn thương kiểu gì.
mà giờ đau ốm liên miên, thấy thương quá. Xem tài liệu của tôi thấy tấm hình nè, làm nhớ nhà quá. Tết nhất tới nơi rồi, nhắc chữ nhà làm chi cho tôi nhớ theo nè. Thì cũng cả năm rồi còn gì. Mà tự nhiên hỏi làm chi làm người ta nhớ ba má người ta nè, nhớ em, rồi nhớ cô Bảy Nhị quá nè. Không ấy, mình dặn tới sớm đi. Trời ơi, Tết mà được về quê ăn cơm với gia đình sung sung vậy, trời ơi nghe nhức nách luôn á. Nhắc cơm chi đói bụng quá nè. Đi nấu cơm nha. Bà mua gì á? Tép rồng. Ủa, còn gì nữa không? Ra mặn nha. Mình em thèm quá. Chưa. Hả? Canh rồng ngót. Nói với cô Đồng. Đau bụng quá, đau bụng quá, nói lẹ đi. Trời đất ơi, Bảy Nhị nè, linh lắm luôn á. Chắc là gọi hối mình về quê ăn Tết nè. Alo, Bảy hả? Con nghe. Alo, Lan hả con? Trời ơi, học có sĩ sắp ra trường rồi. Giỏi quá. Ê, nó nghe nè, mày nói cho Bảy biết á, là mày có gành về cái bệnh đàn ông không? Bảy, tự nhiên hỏi gì kỳ cục mà người ta còn chưa có người yêu nữa nè. Không có, ý là tại vì mày học bác sĩ ra cho nên Bảy hỏi thăm vậy mà, biết thì chỉ cho Bảy mà. Hả? Bảy? Chẳng lẽ dưới quê ba con bị gì hả? Ê, không có nghe. Ba bay mạnh cùi cùi à, không có bị gì hết trơn á. Tao hỏi đây á, là tao hỏi thăm cho thằng cha chủ cơ sở đây nè. Trời ơi, thấy người ta có bệnh rồi Bảy hỏi làm phước vậy thôi. Chú cha mèn ơi, người ta mới qua làng bánh tráng có nửa năm thôi mà bây giờ có người quan tâm rồi ha. Ổng là bị mất ngủ ban đêm ha, mà đêm á còn đi tiểu đêm, rồi đau lưng nè, mỏi chân nữa. Thôi được rồi, cái này là người lớn thì người ta hay bị vậy. Con sẽ kê cho Bảy những cái loại thuốc lành tính rồi con gửi về cho Bảy để Bảy thử dùng nha. Bảy cũng làm phước thôi hà. Nhưng mà thôi, con gửi thuốc về cho Bảy nghe. Gửi liền nha con, để Bảy tặng ta. Ừ, biết đâu thuốc con gửi về là hả một cái sợi dây tơ hồng hay là ông Mai Bà Nguyệt cho Bảy thì sao ha. Ê đứa ghe nè, gửi gấp đi, ship 7 triệu. Rồi, con biết rồi. Trời cảm ơn nghe. Rồi Bảy cúp nha, nhớ gửi lẹ lẹ nghe. Trời, ok, bye Bảy. Trời đất ơi, có con nhỏ cháu học sắp thành bác sĩ. Nhờ giả được quá, con ơi bây giờ số 1 trong lòng Bảy rồi đó. Xong chưa? Trời, gia đình có biến. Phải ra đi nghe điện thoại, sợ nghe ở trong đó mấy bà bạn làm chung bỏ việc giúp mình, làm nó coi như là mất năng suất của ông. Ra đây khóc thầm một mình mà khóc buông nỗi thương luôn hả? Thôi, bớt diễn lại đi. Diễn gì? Tôi khóc nỗi thương luôn mà ông kêu tôi diễn. Chắc tôi cũng không biết diễn nè. Tôi cũng biết diễn vậy, nhưng mà vừa phải thôi, hơi lốt. Lốt gì lốt? Làm thì không lo làm, ra đây nhiều chuyện. Chuyện báo động không à, không có giúp gì được tôi hết trơn á. Báo động gì? Tôi gọi điện cho nhỏ cháu tôi, nó sắp thành bác sĩ,
tôi hỏi thăm nó cái bệnh giùm cho ông đó. Tôi thấy là mấy người á là tối không ngủ được, nhức mỏi người, rồi đau lưng, mỏi chân. Để nó gửi thuốc cho mấy người đó. Tôi cảm ơn nha. Gì vậy? Làm phước mà nghe cái giọng cảm ơn á, làm như móc trong họng tôi à. Tôi nhờ qua đây phụ bánh tráng. Nếu phụ tôi, giúp tôi phơi bánh tráng khô, giao cho khách mà không làm chuyện đó, cứ ra cái điện thoại nói chuyện cái gì đâu không biết ha. Còn làm phước cái kiểu này đó, khách hàng người ta đặt mà giao không kịp đó, 10 cái phước đó cũng đổ sông đổ biển. Không cần đâu. Tôi nói cái này một lần cuối, làm được thì làm, giúp được thì giúp, không được thì thôi. Mệt. Alo. Ai vậy? À Tám hả? À, số máy lạ quá, không nhận ra. À, Hai Tráng đây. Tám yên tâm, yên tâm. Kịp mà. Đơn lên kịp mà. À, hiểu rồi. Yên tâm. Có liền. Tám yên tâm. Yên tâm đi. Cái gì vậy? Nói chuyện với tôi như là vùi đục chấm mắm tôm, còn nói chuyện với mẹ Tám nào á hả thì ngọt ngào. Cái kỳ vậy? Tôi bãi bà đó Tám hơn tôi có nút à, mà cái kèo là kèo dưới nút luôn vậy. Sao rồi mọi người? Bánh trái sao rồi? Sáng giờ làm được bao nhiêu bánh tráng rồi? Trời, năm nay bánh đặt nhiều lắm mấy ơi, sợ làm không kịp á, ngọn còng lưng luôn á bảy. Sao mà không kịp? Phải kịp hết á. Phải kịp hết. Trời ơi, mình phải nhanh tay tông tóc để mình trở bánh tráng mặt người ta còn trở được mà. Nghĩ sao? Gặp cái người người ta để ý tới mình thì chăm dầm chủ vụ. Mà gặp cái người mình thích mình phái rồi, mặt tươi như hoa nở mùa xuân. Ủa bảy, bảy nói gì không ai hiểu gì hết vậy bảy? Ai mượn mày hiểu? Tao đang nói cái tiếng lòng của tao, tao đâu có cần mày hiểu. Bánh tráng mày bay kìa, mày không lo hốt vô đi. Ủa, mà nãy ai nói gì bánh đặt gì? Bánh ai đặt? Đặt sao? Đợt này đặt nhiều lắm bảy, làm không kịp thở luôn đó. Đặt lạc nè, đặt dừa nè. Mà dừa đợt này mắc. Nghe đâu là chú Hai ổng đi xuống tới mấy cái vườn ở dưới ổng gom dừa đó. Ê, ổng già lớn tuổi rồi mà ổng đi gom dừa. Sao mày không cản ông lợi cho tao, mày để tao đi cho á. Ông có cho đi đâu mà đi. Trời ơi, ổng là người biết lựa dừa bảy ơi. Ổng rành dừa, với lại bảy mới vô bảy không biết. Ờ mà nè, gì? Bảy thích ổng hay sao vậy mà ổng hỏi vậy? Ờ, mày thích ổng hả? Ê, trời trời, gì mắc cỡ kìa, trời ơi. Bây giờ mình ta lấy rồi mà. Ê, ra tao coi bánh tráng. Trời mắc cỡ thiệt kìa, trời ơi. Coi bánh tráng là coi chú Hai. Ây da. Ui. À. Ý. Càng lớn tuổi làm như gân cốt nó giãn hết rồi. Làm chút xíu cũng muốn trẹo gân không à. Phải chỉ còn bà đỡ quá. Đau lắm hả? Tôi vô đây làm gì? Ngồi yên đó. Không có nhúc nhích cục cờ vậy đó. Chị Hai. Dạ, em cảm ơn chị. Vậy là chị cho phép em rồi hen. Dạ. Bà xin cái gì vậy? Xin cái gì kệ tôi, miễn chỉ cho thôi à.
Sao không ở ngoài làm đi vô đây làm chi? Đang mát mà đóng chi cho nóng vậy? Trời đất, cởi ra liền. Mày làm cái gì vậy? Cởi ra. Không, giỡn cái gì kỳ vậy? Ông nhắm chạy thoát khỏi tay tôi không? Cửa đã khóa rồi. Dừng lại. Cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy mày? Mày nói nhiều, leo ra đi. Mày cửa ra trước. Cửa ra. Trời ơi, ông nhắm làm lợi tôi không? Trời ơi là trời. Không có la gì hết á. Tôi đang bệnh mà. Đừng có dám nói, ấp xuống. Nằm ấp xuống. Cái lưng đau. Lưng đau mới làm. Cô nói nhiều vậy trời á. Không được đâu. Ra ra cãi. Từ từ làm gì chữ nè. Cãi ra. Cãi rồi hả? Rút cái tay lên. Đây nè. Không có rên rỉ vậy đó. Bây giờ tôi biết mà làm cái gì. Thôi. Đây nè, ông ngồi vậy ông coi nè. Ôi quá trời ơi, ông hai ơi, nó đỏ cả hết trơn rồi. Nhìn cái tướng ông là tôi biết bị trúng gió rồi. Thôi đi, ngưng đi. Ông cứ ham công tiếc việc làm chi. Lỡ có chuyện gì mình lớn tuổi rồi ai lo? Cũng tôi lo không chứ ai lo. Tôi đâu có bượng bệnh lo. Tôi cho cạo miếng nó coi. Ôi trời ơi, nó phải lo. Không có giỡn được nha. Thôi đi, được rồi. Cái gì? Đứng im cho tôi cạo vào, chạy lại tôi không được nữa nha. Tao không có chạy lại tôi. Ê, trời ơi. Chị Bảo. Chị Bảo giờ sao? Alo, Bảy hả? Bảy gửi con địa chỉ chỗ cơ sở làm bánh tráng đi. Con đang ở bưu điện nè. Con sẽ gửi thuốc xuống cho Bảy nha. Vừa lòng chưa? Trời ơi, sức đầu, mẹ chán, máu không à. Ê, cứu người, cứu dây. Alo, Bảy. Bảy bị làm sao vậy? Alo chết rồi. Ba má. Xong hết hả con? Để con tiếp cho. Thôi được rồi. Dạ, ba má cho con đi theo xe sẵn lấy tiền nha. Tiền gì? Tiền mấy chậu bông á. Mà ba thấy con giỏi không? Mới tiếp thị trên mạng có chút xíu luôn mà con bán được 100 chậu bông luôn á. Chà, giỏi dữ ha. Trời ơi, bán có 100 chậu bông mà làm thấy ghê. Chừng nào bán gấp 10 lần như vậy mới hay nghe cô nương. Cái sao? Ông này, con nó phụ ông vậy, không biết khen nó cho nó vui. Nói gì vậy? Trời ơi, bà không hiểu tính con bà đâu ha. Nó đang gài tôi mua cái laptop cho nó đó. Giang hồ bây giờ hiểm ác lắm bà ơi. Quỷ thần ơi, con gái ổng mà ông kêu là giang hồ. Ừ. Nè thôi, ông không mua thì tôi mua cho con gái tôi. Trời ơi. Bà ngon nha. Nhất... Đến lúc đó đừng nói tôi là hùng tiền gì nghe. Dù ba cái laptop á nghe. Trời ơi, chuyện nhỏ. Nè, sanh con ra là má. Mà hiểu được con cũng chỉ có mỗi mình mẹ mà thôi con nghe. Tự nhiên hai mẹ con đứng khen nhau vậy hả? Chứ sao? Ghê thiệt chứ. Mà để con đi nha. Lẹ lên con, lẹ lên. Trời ơi, giỏi quá trời quá đất. Ông nhìn kìa, thấy con gái tươi chưa? Cái mặt nó rạng rỡ như hoa. Công nhận nó đẹp thiệt mà. Nó giống má nó đó. Trời ơi, sao không ai bắt máy vậy nè? Ba má bây giờ cho đang bán hoa. Ông Bảy bên kia không biết có chuyện gì nữa. Anh cho em một vé về Cần Thơ gấp ạ. Dạ dạ anh chờ anh xin. Dạ anh ơi, vé về Cần Thơ chỉ còn có một vé mà ở hàng cuối được không anh? Dạ được. Chú đơn, cảm ơn anh nha, tiền đây. Cái cô đây, đưa vé đây. Hả? Trời ơi, vé anh là người tới trước nhưng mà tôi là người trả tiền trước, anh không thấy hả? Nè, cái cô này, đưa đây, đưa gì đây nữa? Cô đâu chui ra vậy? Tôi đang lấy vé của tôi mà, xếp hàng đi.
anh có việc gấp chứ gì. Thì bây giờ anh ngồi đây đi, 1-2 tiếng là có xe nữa mà. Gấp hơn nữa thì thuê xe ôm chạy thẳng xuống dưới đi. Anh là đàn ông con trai gì mà có ga lăng vậy, giành giấy phụ nữ à? Dạ, chị ơi, xe gần chạy rồi anh chị ơi. À, dạ cảm ơn anh. Chị xe gần chạy rồi kìa. Trời, điện thoại anh kêu kìa. Trời ơi. Alo. Đưa lại. Đưa vé đây. Đưa đây. Mi này. Tôi xin lỗi nha. Tôi không nghĩ áo cô lại dễ rách như vậy. Chị gì tấm vé mà anh lỡ lòng làm xé rách áo tôi như vậy hả? Thì cô cũng tát tôi một cái đau điếng rồi nè. Con gái gì mà mạnh như đàn ông vậy? Với lại tôi cũng về nhà có việc gấp. Ba tôi bị tai nạn bể đầu ở nhà kia kìa. Ba anh bị tai nạn, nhà tôi chắc không có chuyện hả? Người nhà anh quan trọng, người nhà tôi cũng quan trọng vậy. Anh nỡ lòng nào mà xé rách áo tôi giữa thanh thiên bạch nhật kia giúp bao nhiêu người nhìn thấy vậy nè. Thì cô giữ cái áo tôi dùng đi, coi như tôi xin lỗi cô, được chưa? Cái áo hôi rình là ai mà thèm. Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Thôi, cô che lại đi. Đằng nào cô cũng tát tôi một cái muốn lật cái mặt đi nè. Thôi cô cầm vé cô đi đi, tôi tìm chỗ khác tôi mua vé cũng được. Đứng yên đó, ở yên tại chỗ đó nghe chưa. Alo Bảy hả? Bảy có sao không? Điện thoại của chị Bảy hết pin. Không có sao nha con, ông chủ ông bị té bể đầu chứ không phải Bảy. Mà không sao rồi, con yên tâm nghe. Bảy nè, làm con quê quá nè. Alo. Không hả con? Dạ. Không sao đâu con. Không sao. Con yên tâm đi. Dạ thôi ba nghỉ ngơi đi. Ba biết rồi. Khi nào sắp xếp được công việc con sẽ về. Bye con. Cho anh luôn á. Trời ơi trời, cái con Dung này sao mà đi đâu lâu quá, gọi điện thoại cứ ỏi e hoài vậy à. Ông, sao tôi nói vậy mà ông còn bình tĩnh không ngồi uống trà vậy? Chứ giờ bà muốn tôi làm sao? Bà muốn tôi sàng qua sàng lại giống như bà vậy hả? Hay là ra đó dìu bà nhảy đầm? Nói gì vậy? Trời đất ơi, nãy giờ tôi thấy bà sàng qua sàng lại tôi muốn tụt canxi với bà luôn. Mệt. Ừ, rồi đi đâu á? Đừng nói tôi là vô trong buồng ngủ rồi nghe. Trời ơi, tôi vô tôi khoác cái áo để ra chở bà đi tìm con Nhung. Được chưa? Sao dạo này bà khó ăn khó ở quá vậy bà Tư Đa? Tôi cũng biết sao vừa lòng ông đó ông Tư Đa. Bực bội. Ôi. Trời ơi, rồi sao con? Con đi đâu mà má gọi điện thoại hoài không bắt máy vậy? Bị bom hàng rồi má. Cái gì? Cái gì? Nó bom hàng con hả? Đâu, địa chỉ nó đâu? Đưa đây cho ba. Trời ơi, nó đưa cái địa chỉ giả. Con lại á, thì người ta nói không phải. Đối diện á, là đất trống. Con gọi điện nè, hết pin điện thoại luôn. Mà gọi có được đâu. Tao mà biết con nào thằng nào mà dám bung hàng nhà tao nghe, là tới công chuyện với tao. Ba, có khi nào á, cái vườn nào thấy gia đình mình làm ăn gì á, ghen ăn tức ở, hại gia đình mình không ba? Nè, đừng có nghi quan cho chồng sớm vậy. Mình có chứng cứ gì đâu con. Tức ôi máu thiệt chứ. Máu nó sâu lên tới ốc o luôn á. Còn mày nữa, đàn ăn hay quá ha. Mới bán chiếc hàng đầu tiên à, bị người ta bùm cái túi đùm luôn rồi. Bây giờ trên, nằm trên đỉnh đóng 100 chậu vậy đó. Vậy á mà gái Con chạy gái đi, gái đi. Thôi đi, sao rầy nhỏ hoài vậy? Lỗi đâu phải tại nó. Bực bội à. Khi khổng khi không á, tự nhiên mất tiền hai cái chiếc, chở đi chở về 100 chậu bông á. Đó. Bà hư cái gì? Máu tôi bây giờ dồn lên tới não nè. Dồn lên tới não rồi nè. Chứ không có bình tĩnh giống như bà đứng đây đâu. Ai nói ông tôi bình tĩnh? Ôi được rồi, 100 chậu bông của bà để anh xử lý cho. Coi đó, coi đó, coi đó, coi đó. Đó, con với cái rầy la nó mặt lớn mặt nhỏ vậy đó. Đó, bà binh đi đi. Binh cái gì? Ông sao đó? Mệt quá. Thiệt, chị hư chứ con.
nôn cái là cãi. Ây da. Mày coi nè, áo người ta mới mua mặc chưa được mấy lần, nở lòng nào sẽ rách nát bươm, xong rồi đền cho cái áo thui quắc này nào coi chịu nổi không? Đồ thất đức mà. Thì thôi bây giờ á, mình coi như là mình xui thôi ha. Với lại á, cô Bảy không sao mà đúng không? Vậy là mừng rồi. Mày phải học giống tao nè. Tụi mình là sinh viên y khoa, mình phải suy nghĩ bao dung lên, nhân văn lên, đúng không? Bà hay quá. Bà nhớ cái áo này tôi mua bao nhiêu tiền không? 5 cốc trà sữa đó. Tao thà đi uống trà sữa còn hơn để cho người ta xé rách nát áo mình như vậy. Gặp mày mày điên không? Điên chứ sao không? Đó. Thấy chưa? Cháy nhà rồi mặt chuột ha. Mày tào lao chưa? Không ai, bây giờ mình nghĩ theo hướng khác đi. Anh đẹp trai không vậy? Trời, lúc đó nhanh lắm, tao đâu có để ý đâu. Mà đẹp trai á thì làm sao mà thúi như vậy được? Chỉ có xấu trai mới thúi thôi nè. Mình ghê quá. Áo này giờ sao mà? Cái gì vậy nè? Lò bánh hai tráng thốt nốt Cần Thơ, người nhận Thanh Phong, địa chỉ. Ủa, Lan, cái địa chỉ này hình như là ấy, cái địa chỉ này á là xóm trọ gần mình luôn nè. Không ấy á, mày đem cái áo trả anh đi. Tao không rảnh. Cái áo này mà không mặc đúng không? Thì đường nào á mày cũng đem quăng sọt rác. Không quăng sọt rác thì tìm ai đó mày cho. Vậy thôi, đem trả anh luôn, khỏi ai nợ nần gì ai hết. Suy nghĩ nhân văn lên, bao dung lên. Cái con này đi đeo trai đẹp nè. Ông Hai ơi. Dậy ăn miếng cháo. Cháo nóng ngon dữ lắm. Đó thấy chưa? Tôi nói rồi, để tôi cạo gió cho im dữ lắm, cãi tôi giờ nằm bê xê lết luôn. Để nó đi, chút tôi ăn. Bà về phòng đi. Nói, trời người thương tôi bệnh mà tôi về. Bà nói cái gì kỳ vậy? Ý tôi nói là tôi thương người dữ lắm. Ai bệnh hoạn gì tôi lo, bụng tôi lo kỹ dữ lắm. Lo cho tới chứ tự nhiên đang bệnh vậy à. Bà làm vậy, bà không sợ mấy bà kia sanh nảnh hả? Nảnh gì nảnh. Rồi ơi, nghe lời tôi đi, ăn cháo rồi xong hen. Để cho nó xuống bụng cái đám ấm bụng cái. Rồi ở yên đó đợi tôi chàng xuống dưới tôi nấu cái nồi nước xong cho. Cái là tôi bưng cái nồi xong lên, tôi lấy cái mền tôi chùm ông lại. Thấy ông ôm cái nồi xong cho tôi, lát hỏi người phải re. Hen. Đó là tấm lòng của tôi, trời ơi. Ai mà sanh nảnh gì, ông có nghe cái câu gì mà người ta nói, câu gì quên người ta? Câu gì? Cái gì cốt cốt ấy. Câu gì quả quả gì quên rồi. Tôi đâu biết. Không phải tai quả nha. Rượu ngâm hổ cốt hả? Câu quả hổ tàn long, quả sĩ vẽ. Thôi bà đến đi. Cái câu đó là quả hổ, quả bì, năng, quả cốt. Trời đất, đẹp trai còn giỏi giang. Là cái gì vậy? Ý là nói là da hổ chỉ vẽ bên ngoài thôi, biết được bên trong. Cũng như bà đó. Tôi sao? Bà nhìn bề ngoài vậy đó, chứ đâu có ai hiểu được lòng bà. Ê ông ấy giờ, ông dòm vô mặt tôi coi. Ông dòm vô mặt tôi, ông có thấy được cái lòng của tôi không? Dừng thử. Cái gì vậy? Nắm tay hết hồn. Đừng có nhúc nhích. Im rồi, im đâu nhẹ thì. Nó làm gì làm đi. Trời ơi. Máu không? Tự nhiên sao tán cái chán dán vậy? Mũi. Tôi canh nãy giờ mới dính á. Trời ơi, tôi canh ông nãy giờ tự nhiên đập con mũi. Giận luôn. Giận giận. Ăn cháo đi. Về phòng đi. Quê. Tôi nấu nước xong. Tiền ở đâu ra vậy?
thì như con đã hứa với ba, con đã xử lý chót lọt 100 chậu bông bị bơm hàng cho ba rồi đó. Tiền này là con bán hết 100 chậu bông luôn á hả? Đương nhiên rồi. Ba thấy con giỏi không? Không biết bây giờ con gái ở o được chưa ta? Lần này người ta đưa tiền trước như vậy thì ba yên tâm rồi. Công nhận cái gen bán bông của ba mạnh thiệt chứ. Lần này ba cho phép con gái của ba gái thoải mái. Gái đi con. À bà ba, ba kêu người ta đi giao bông đi, khách chờ đó. Ừ, để ba kêu tụi nhỏ nó đi giao đi. Bông để đầy ở đây nghe chưa? Chị Tám, cái này á là anh Hai Sủ mua. Anh Hai Sủ trả tiền hết 100 chậu bông rồi đó. Mày nói gì? Thằng Hai Sủ con của dì? Dạ, dì không tin con á, dì gọi điện thoại cho con trai cưng của dì á, dì hỏi đi, coi con có nói xạo không. Trời đất ơi, kêu dừng lại. Cái thằng ăn hại mà, trời ơi, nó mê gái gì mà nó mê ngu ngục luôn vậy đó. Con Lan nó có gì đặc biệt hả? Trời đất ơi, nó dám mua 100 chậu bông. Ê mày, mày đem 100 chậu bông này về á, mày mài ra bột xong mày bỏ vô cơm, mày xịt nước tương mày ăn đi. Con khách. Má. Má mày á? Thì đúng rồi. Má má còn với ba ai? Mày kêu tao đàng hoàng được không? Mỗi lần mày kêu má, má. Mày chửi tao vậy? Trời ơi trời. Không lẽ giờ kêu sao mà cho vừa đây? Mày kêu nhẹ nhàng. Má. 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 Thôi mệt quá. Bực bội mày ghê á. Má. Đó, giọng này đi. Bây giờ nè. Vậy? Má làm gì má bài hải vậy? Tức. Ba cái này đâu có gì đâu mà làm gì bài hải mà tức cái gì nè. Má đi khám gì rồi, bác sĩ nói má bị cái gì? Mỡ trong máu. Có mày. Huyết áp cao. Đúng. Hở mấy lá. Ba lá. Gan nhiễm mỡ. Có luôn. Đó, rồi tiểu đường. Phải. Rồi rộng mạch vành. Đúng. Rồi bây giờ á, má mà la làng lên kiểu đó nha, coi chừng là bị giãn chân mạch là chết á. À, cái chuyện mà gia đình em đang gặp khó khăn á, thì anh mới mua ủng hộ 100 chậu bông này. Thì nó cũng không có nhiêu tiền hết trơn á. Anh nghĩ là thôi em cũng đừng nói cho bà con chi, nói anh ngại lắm. Chủ yếu là em nói với gia đình em biết là được rồi. Em nhất định nói. Anh yên tâm nha. Không mày. Mà nè, không có chơi mà nó lén kiểu đó không hay đâu nha. Nè, thôi cầm này. Nhưng mà dạ. Em coi rảnh á thì em chở tiếp cho anh thêm 100 chậu cũng được nha. Cái gì vậy? 100 chậu? Bà nội cha mày tao. Ui ui. Cảm ơn anh Hai Sủ nha. Cái thằng hỗn láo mà mày. À gì Tám ơi, con đi về nha. Nhớ chân quay. Mày đi không lẹ. Mày mà chở qua tao xúc mày luôn đó. Con chở anh Hai Sủ. Trời ơi. Ui da, ui da, ui da. Trời đất ơi. Trời. Ui da. Ôi, trời đất ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái địa chỉ gì mà lằng ngoằng tìm hoài không xong luôn á. Thôi nhịn, mình sẽ kiếm thằng cha đó xong trả cái áo cho xong rồi đi về quê nè. Chị có sao không ạ? Ơi. Nè. Để em đỡ xe cho. Lại là anh đó hả? Cái đồ xui quẩy này, sao gặp anh lúc nào cũng xui xẻo vậy? Từ sao hả tạ? Bạn là bạn là cái gì? Hả?
là cái vé đó, là cái áo đó, nhớ không? Là chị hả? Ủa, nhà chị ở gần đây hay sao vậy? Nhà tôi trong kia kìa, chỗ cái hẻm có cái xe nước mía đầu hẻm đó. Mía móc cái gì? Tôi đến để gặp anh á, rồi trả cái áo cho anh nè. Cái áo cuối rình của anh đó. Cái gì tránh ra. Xong rồi đó. Ủa sao chị biết nhà tôi ở đây? Tôi không biết. Giờ xong chuyện á, tôi đi rồi đó. Nha, bye bye. Gì nữa? Anh làm hư xe tôi rồi nè. Đền đi. Xe của em làm hết 1,5 triệu đấy em à. 1,5 triệu hả anh? Dạ anh đợi em hội ý với bạn em chút nha anh. Nè, nghe chưa? 1,5 triệu đó. Ừ, thì tôi thanh toán 1,5 triệu. 1,5 triệu là tiền xe thôi. Còn ân oán của chúng ta anh tính sao? Tôi với cô có ân oán gì sao? Sao không có ân oán? Anh xé rách áo người ta thì sao? Đền tiền đi. Ok, cái áo của bao nhiêu? Tôi thanh toán luôn. Thiệt không? Ừ. Tính sơ sơ khoảng 100. 1,000,000 hả? 10,000,000. Con bị khùng hả? Cái áo như cái nùi vẽ vậy mà 10,000,000. Đi. Cái tên này, trời ơi, đừng có thấy người ta xinh đẹp xong tính sàm sỡ người ta nha. Đụng chạm người ta nữa chứ. Tôi tính dắt cô đi cái tiệm cô mua áo đó. Tôi bán vốn người ta, chắc cô bị gạt chắc rồi, cái áo gì từng 10,000,000. Giờ tôi mới thấy anh bị khùng á. Cái áo đó tôi chỉ mua bằng 5 cốc trà sữa thôi. Phần tiền còn lại là bồi thường danh dự. Cái gì mà bồi thường danh dự gì nữa đây? Chứ còn gì nữa? Cha sanh mẹ đẻ người ta ra xinh đẹp thế này nè, yêu kiều thế này, xong bị một người đàn ông lạ mặt xé áo giữa nơi thanh thiên bạch nhật công cộng cho biết bao nhiêu người nhìn. Nhục chứ bộ. Đúng là cái số tôi hôm nay bị cái gì mà gặp phải cái thứ. Thứ gì nữa? Tiền đó còn là tiền bồi thường sang chấn tâm lý nè, bồi bổ tinh thần nè, rồi mất 2 tiếng đi sửa xe với anh nữa kìa. Nhìn đi. Thôi, để tôi thanh toán tiền xe cho cô xong cho tôi về đi chứ 10,000,000 tôi không có đâu. Cái gì? Cái gì mà không có tiền? Ăn mặc bảnh bao á mà. Vậy mà trong người không có tới nổi 10,000,000 sao? Bây giờ trong người chỉ còn vài triệu thôi. Thôi, đến đây chắc được rồi đó. Cô tha cho tôi đi. Tôi còn về nhà nữa chứ sáng giờ gặp bao nhiêu chuyện xú quẩy lắm rồi. Nếu như bây giờ trả không được thì viết giấy nợ sau Tết trả. Nè, viết đi. Nhanh lên, nhanh lên. Viết. Ok. Tôi tên Ngọc Lan nha. Ngọc Lan. Ừ. Tên cũng đẹp đó. Ừ, tôi cũng đẹp nè. Nhưng mà cái nết thì... Nết sao? Viết nhanh lên. Rồi xong. Mở ra, mở ra. Điểm chỉ lăn tay nữa mới có bằng chứng. Ký là xong rồi chứ điểm chỉ bây giờ lấy mực đâu mà điểm chỉ. Không có mực thì có nhớt nè. Cô làm gì vậy? Bây giờ anh lăn không? Thôi, cái này sao mà điểm chỉ được. Không lăn thì tôi hất nguyên cái này vào người anh nha. Được rồi đó, đi đi, nhanh lên. Đi nha. Gì nữa? Tiền trả xe chưa trả. Thôi từ đây đi. Nè, ba gấp cho nè. Cảm ơn bạn. Ủa này làm gì nữa đây? Trời đánh tránh bữa ăn với bà Ú kìa mà. Ủa cái gì vậy?
cái gì mà ôm sùm vậy Tám? Trời ơi, tụi nó mệt đứt gần máu à. Bà Tám U. Gì? Tôi chưa có chết mà trù ẻo hoài vậy hả? Bà gọi hồn ai? Tôi nhớ là bà bắn nem chứ không phải là mở chạy hòm. Mày trù ẻo người ta vậy? Ủa, ông còn nhớ tôi bắn nem hả? Tôi chào chị nha. Nè, tôi nhớ nhà anh á là bán cây, bán kiện, bán bông, bán hoa chứ đâu phải bán mấy đào, mấy xới, mấy bới, mấy móc đâu. Mà suối con ông qua đào mỏ nhà tôi. Cái gì đào mỏ? Nè chị, chủ chồm sớm với nhau, chị nói cái gì kỳ cục vậy? Tôi nói không đúng ha. Kệ con Nhung, con anh chị đó, qua nhà tôi suối con trai tôi mua 100 chậu bông để lấy lòng chị hai đó đó. Không tin, qua bển coi 100 chậu còn ngoài sân kìa. Sao hả con? Qua bển mà coi. Nhung, Nhung. Dạ. Thì ra 100 chậu bông đó thằng Hai Sử mua hả? Phải không? Chuyện này làm sao? Dạ, tại anh nghe con kể vụ 100 chậu bông bị bơm á, cái anh thấy tội nghiệp anh mua. Chứ con không có ép ảnh đâu má. Gì? Không ép hả? Không ép, tự nhiên con tôi tự nguyện à. Nó mua 100 chậu bông dễ lặt lá rồi gói nem chơi à. Coi dạy là hai đứa nhỏ đi, thấy ghê quá hả? Chị Tam, đây là sân nhà con, dì đừng có ăn nói lung tung nha chưa. Hai chị em của con được ba má con giáo dục đàng hoàng, không cần gì nhắc. Người gì cần nhắc ở đây là Hai Sử con trai cưng của dì á. Nó mê gái đó. Trời ơi, mắc cười quá. Bán bông bán hoa mà bây giờ bán theo ý người mua cũng không được nữa hả? Trời ơi, đúng là cái dòng dòng gì? Cái dòng hai vợ chồng có hai đứa con gái. Tôi tức mà. Cần tức xuống đi mà. Ai, quá. Nè con. Trời đất ơi, mai mốt mà con về tới nơi rồi đó, mà nhớ con quá trời quá đất luôn vậy đó à. Thôi con, vô tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm nè. Đi đường xa về chắc mệt lắm ha. Con mệt chứ, con đi xe máy về mà. Con để xe máy ngoài cái quán cà phê đầu đường á, để mà đi vô ngắm hoa. Hoa nhà mình đẹp lắm con à. Thôi, bây giờ mình đi vô ăn. Đi con, đi vô ăn cơm con. Đi vô ăn cơm. Lẹ, rửa mặt mũi ăn cơm. Đây nè. Ăn đi con, thức ăn còn nóng đó. Wow, trời ơi, lâu lắm rồi con mới được ăn cơm nhà, nhìn đã mắt ghê. Nè, ba gấp cho con gái nè. Cảm ơn ba mừng quá, ăn nhiều vô nha. Dạ. Thôi ăn đi tụi con. Dạ. Mà ba má ơi, mới nãy con nghe láng thoáng á là Hai Sử mua hoa nhà mình. Vậy tại sao bà Tám lại qua mắng vốn nhỉ? Con có mua một gánh thuốc cho ba nè. Rất quan trọng nha. Cái này ba uống là tăng sức đề kháng. Cái này tốt cho mắt, cái này tốt cho thận. Còn cái này chống rụng tóc. Rồi cái này chống tóc bạc. Còn cái này tăng cường vitamin. Ba nhớ là phải ráng giữ sức khỏe. Ba đừng có làm cái gì mà quá sức hết. Có con lo cho ba là được rồi. Hết rồi hả? À chưa. Cái này mới là ba thích nè. Đấy, đây là những chiếc áo với những màu sắc ba rất là thích đúng không?
Với lại mai mốt á, ra mộ má, ba mặc cho má vui. Ba biết rồi. Mà sao con bài vẽ dây vô tốn kém dữ vậy? Làm á thì có nhiều để dành đi. Trời ơi, sau này cứ dở. Ba yên tâm đi, con đi làm cả năm rồi, bây giờ có ba ngày Tết về phải mua quà cho ba chứ. Với lại nhiêu đây có nhầm nhỏ gì, con mà có nhiều tiền hả, con mua nhiều hơn nữa đó chứ. Mà ba, Tết này bánh tráng mình làm tốt không ba? Nói chung là đơn hàng người ta đặt á, đông lắm, giao không kịp. Hơi, nhưng mà thời tiết bất thường quá, ông muốn mưa là mưa, ông nắng là ông nắng. Ba sợ ông dập xuống đám mưa là giao hàng không kịp là ba thất hứa với người ta. Cái đó mới khó cho ba đó chứ. Thôi, từ giờ trở đi á, ba cần con phụ cái gì, ba cứ nói, con phụ được hết. Thiệt không? Dạ thiệt chứ. Nói phải làm nha. Dạ. Nào ba cũng muốn con theo nghề hết á, không muốn bỏ nghề. Dạ. Nhưng mà ba biết con lớn rồi, con thích nghề nào con theo nghề đó, ba không ép đâu. Ba nói vậy con vui lắm. Ừ. Nhưng mà ba nhớ nè, sau này con lấy vợ ba cũng phải cho con quyết định nha. Ừ. À, cái đó thì ba có ý gì đó? Ý ba là con có để ý ai chưa? Trời ơi, con ở trên đó làm ăn tối mặt tối mày á, đâu có thời gian yêu đương đâu. Vậy thì tốt rồi. Dạ. Nó làm đi, đừng nghĩ mấy cái chuyện trai gái. Nhưng mà bạn bè con rất là nhiều. Nữa hả? Dạ. Bạn gái không hả? Không, bạn trai không à. Ờ, vậy được. Là mấy thằng bạn chơi với con đó mà. Yên tâm. Mà Tết này á, con kéo tụi nó về đây luôn. Vậy ăn Tết vừa chơi nè, mà đặc biệt á là quay cái làng nghề của mình để up lên YouTube quảng cáo luôn. À, YouTuber hả? Dạ đúng rồi. Ừ. Mời hết, bao nhiêu mà chứa hết, về đây quay bánh tráng thôi. Cái này mình muốn phát triển á là mình phải quay, mình up lên YouTube, mình quảng cáo thì mọi người sẽ biết nhiều hơn và sẽ mua bánh tráng của mình nhiều hơn. Vậy đi. Không về ha. Thôi ơi. Đây. Đây con ăn một miếng bữa cho nó thanh giọng. Gà qué làm sẵn sàng chờ con bữa cơm thôi. Dạ. Người ta nói ông Hai Tráng có thằng con trai đẹp trai hào hoa phong nhã y chơn ở ngoài đời. Cô là dì Bảy. Cũng là dì Bảy. Dì Bảy cho chức vụ gì cũng được, cho ở đợ làm ở đợ, cho bảo mẫu làm bảo mẫu, dược tá y tá chăm sóc người bệnh, đặc biệt là đổ bánh tráng, bán bánh tráng. Từ lúc mà Bảy tới đây đến giờ đơn hàng ba bay bán không kịp luôn. Còn một chuyện rất là quan trọng, nếu như thiên thời địa lợi nhân hòa, lòng người chấp thuận, lòng con nương theo, thì Bảy đây, dì Bảy sẽ là đương kim mẹ kế. Nói xàm. Nói vui vui thôi, nói bậy bạ, có con cũng lớn rồi. Tôi ra ngoài làm việc đi, để hai cha con tôi tâm sự chút đi. Ông nha, nãy mới kêu tôi làm gà đợi con về ăn nha, giờ mới cỡ kỳ. Giao bánh tráng bay ơi. Ba nè, con thấy cô Bảy cũng được đó chứ. Đúng rồi, vui tính lắm. Ba định đi bước nữa không? Mày cũng xàm giống bà luôn. Mày nghĩ ba mày sao? Hả? Hai Tráng này một lòng một dạ. Mày biết tánh ba không mà. Làm sao, làm sao ba quên má mày được. Chia nhau xài đi, cố gắng đừng làm lòi đuôi ra nha mấy ông nội. Dạ anh Hai cứ yên tâm đi, tụi em làm chốt lọt hả. Trời ơi, dụng số lạ bên hàng mà. Đố cha anh biết được. Mày nói đố cha ai mày? Đố cha ai biết được. Mày ăn nói cho đàng hoàng nha. Dạ dạ dạ. Mà anh Hai yên tâm đi, mấy cái vụ bơm hàng này á, tụi em hay lắm, mai mốt bơm tới cái gì luôn được. Dạ. Chắc chắn là Lan về thế nào Nhung nó cũng kể lại. Kiểu gì mà tao không tạo nét cùng với bà Lan. Dạ đúng rồi, anh Hai là số 1 luôn. Tụi em chào anh Hai. Chào, chào chị Hai tương lai. Tụi em xin phép bye bye. Lan, đi uống cà phê hả? Ngồi đi. Đâu, em đi ngắm hoa. À. Cái em thấy anh đi vô đây á, em hẹn vô theo anh á. Em vô đây là chỉ để tìm anh thôi á hả? Đúng rồi, em tìm anh để mà cảm ơn anh vụ 100 chậu hoa mua giùm ba má em đó. Trời ơi, đâu cần thiết phải vậy đâu. Có 100 chậu hoa mà đâu có nhiêu tiền. Vì Lan anh có thể mua tới 1000 chậu vẫn được mà.
thật ra thì cũng đang được mùa đó anh. Trăm chậu hoa đó có để nhà em thì cũng bán nhanh thôi à. Nhưng ở đây á, em muốn cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của anh. Anh chơi rất đẹp, nét căng luôn. Lan nói làm cho anh cảm thấy mát dạ vậy sợ. Giống như là em đang ngậm mật ong mà em phun vô lỗ tai anh vậy đó. Thì qua cái chuyện này chắc lẽ là em cũng hiểu được lòng anh mà đúng không? Thật ra thì em cũng hiểu chút chút nên em mới tới đây để mà cảm ơn anh đó. Nhưng mà em có việc á nên bữa nào em nhắn tin cho anh nha. Thôi uống cà phê với anh chút đi rồi đi. Trời ơi anh yên tâm, em chắc chắn sẽ nhắn tin cho anh mà. Bye bye. Bye bye em. Dễ thương quá à. Hôm nào gặp nha. Mình đúng là một thiên tài, đúng là diệu kế. Hai rất là nghi ngờ. Chính Hai Sủ là kẻ chủ mưu trong chuyện bom hàng nhà mình. Giống như nó kiểu nó tự bày trò, nó lập công xong nó tạo nét vậy đó. Hai nghi ngờ quá à. Em nghĩ là ổng mua 100 chậu bông đó để tạo nét với Hai thôi, chứ ổng không có bom hàng đâu. Không đúng. Hai rất là nghi ngờ nên Hai muốn thử. Thử? Cách nào? Em còn giữ số cái tên bom hàng nhà mình không? Dạ còn. Nhưng mà cái sim đó là sim rác, gọi điện cũng không có bắt máy đâu. Chắc giờ này trốn rồi, tìm được đâu. Tại vì trốn nên chúng ta sẽ tìm cách moi nó ra. Tìm cách? Là sao? Con chuột trong ổ thì chúng ta cần mồi nhử. Nhưng mà mồi nhử này chỉ thành công nếu như thật sự Hai Sử là kẻ chủ mưu trong chuyện này. Còn nếu như không phải thì hên xui. Là sao? Hai nói gì vậy? Thôi được rồi, đưa số điện thoại cái tên bom hàng đây rồi Hai thử cho em xem. Vô. Làm cái cạn luôn nha mày. Giờ cứ ăn uống thoải mái đi, lần này anh Hai thưởng lớn mà. Anh em mình nhậu cho đá một bữa. Sao cái này sao mà đi tăng 2, tăng 3 luôn. Ê, đi đi, ôm ôm nè. Chắc anh Hai nhắn, chắc anh muốn thưởng mình á. Chắc rủ mình đi uống bia gác tài. Ê, tại tại tại. Gì vậy? Có ai nhắn tin vô số máy này lạ quá. Nhắn gì? Họ muốn mua lại cái sim số này. Mua làm gì trời? Họ nói là cái sim này trước đây họ làm ăn, họ muốn mua lại cái số này nè. Tao kêu giá thì nhiêu họ cũng bán chứ. Trời. Lạ gì ta, ngon vậy. Múc đi. Múc luôn hả? Ừ. Chơi luôn. Ê, mà không được. Có khi nào nó gài bẫy mình không? Nó muốn mình lò cái mặt ra cái vụ nhà ông Tư Đa sao mày? Không có đâu. Mày đừng có đa nghi. Nè, con mẹ Lan đó đã qua cảm ơn anh Hai rồi. Mà anh Hai chơi nét mua qua bù lại thì đó giờ điều tra chi. À ha. Nhưng mà giờ ra giá nhiêu? Con chuột đã bị mồi nhử nhử thành công rồi. Nó báo giá 50 triệu nè. Bây giờ mình ra ngoài mình gặp nó là thành công rồi đó. Trời ơi, Hai hay quá vậy. Hai nói rồi, Hai rất nghi ngờ chính Hai Sử là kẻ chủ mưu trong chuyện này mà. Bởi vì Hai đã ra ngoài gặp nó, giả bộ cảm ơn nó, nên nó không đề phòng nó mới dễ bị mắc bẫy như vậy. Chứ người khác dễ gì mà mắc bẫy như vậy được. Thôi, Hai tuyệt vời. Ê, chị tới chưa vậy? Lẹ lẹ đi, trời ơi, đang làm ăn mà thời gian có hạn. Nhanh nha. Đây này ngon. Thì Lan, nói Hai Sủ kêu mày bom hàng của ba má tao phải không? Dạ, đúng rồi, nhưng mà em chỉ làm theo lệnh trên Hai thôi chị. Tại anh Hai kêu sao em làm vậy thôi. Tha em đi. Nè,
Nghe tao dặn nè, chuyện hôm nay mày không được để lộ ra nghe chưa? Không được nói cho hai sổ biết. Tao cũng sẽ không tiết lộ là mày làm hỏng chuyện đâu. Mình sẽ an toàn cho mày. Nghe không? Dạ, em biết rồi, chị là em tha cho em. Hiểu thì đi đi. Mình tới rồi nè. Dạ, chào chú, chào thím, chào em. Chào con. Dạ. Hôm bữa con có mua ủng hộ cho gia đình chú 100 chậu bông đó. Dạ. Trời ơi, thiệt gia đình chú cảm kích tấm lòng của con lắm. Dạ, đâu có gì. Nay gia đình mặn bữa cơm, mời con đến ăn chung cho nó vui. Dạ, là vui quá. Ê, ngồi đi con. Dạ. Anh đây đi. Sao qua đây ngồi là sao? Qua đó ngồi à, là gần em đó. Ngồi cái lan hả? Dạ, con xin phép. Dạ. Anh, trời. Sao vậy dạ. Con? Dạ, xin lỗi cô chú. Con bị trật chân. Dạ. À, dạ. À lỡ thì đứng lên đi con. Dạ. Sao vậy? Ủa? Keo 7 chuột. À, dạ đúng rồi. Sao nằm ở đây kỳ vậy? Là mày là con chuột bị dính 7 lòi cái đuôi. Có làm gì đâu. Nè. Dạ. Bây giờ mày chọn hoặc là chết ngộp hay là chết cháy, mày chọn cái nào? Giờ sao? Chọn đi mày. Vậy là sao Lan? Sao chăng gì? Tôi đã điều tra ra chính anh là người bày ra cái trò bom hàng nhà tôi. Nên tôi giăng ra cái bẫy này để cho anh hiểu là gia đình này không phải dễ đụng đâu. Bây giờ chọn đi mày. Dạ. Hoặc là ngộp hay là cháy. Ngộp hay là cháy? Cháy hay là ngộp? Chết ngộp cái mặt nó kỳ lắm. Còn chết cháy con không thích đâu. Con không thích lắm đâu. Dạ. Dạ tha con đi Lan ơi, tha nữa đó. Thôi, vậy là tha cho nó đi. Trừng dạ. Phạt vậy cũng đủ rồi ha. Dạ. Còn con. Dạ. Bây giờ hứa, lần sau có còn tái phạm nữa không con? Con biết lỗi rồi, con không dám làm vậy nữa đâu. Ừ. Chú ý thím với lại hai em tha con nha. Ừ. Dạ. Đứng lên đi. Dạ con ráng đứng lên mà không được. Mà bây giờ làm sao anh về ta? Chắc là phải để lại cái quần quá. Thôi, sao để lại cái quần được? Bây giờ làm sao? Dạ. Để cái quần lại hay là tao lấy nước tao tạt cho chết ngộp? Thôi, tôi xô nước. Thôi, con sợ chết ngộp lắm. Giờ phải cởi ra hả? Cởi ngay và liền. Nhắm mắt lại đi. Chú làm gì chú giàu vô dữ vậy? Tao thích. Cởi quần mà cũng điệu nữa. Con mở mắt được không má? Bài đặt chuột mít cây rồi nữa. Là con chuột thiệt ha con ha. Nó nghe nè, chừng nào gỡ được nhớ giặt sạch sẽ phơi. Rồi phục ủi lên xong mình nhớ trả anh nghe Lan nha. Ngọc Lan, ba có lời khen ngợi con. Đúng là hổ phụ sanh hổ tử. Nếu không nhờ con á nha, gia đình mình á bị cái thằng đó nó hại nè. Rồi mình không biết cái nó kể ơn kể công với gia đình mình nữa. Lúc đó biết cay chắc tức cái lồng ngực lắm quá. Thôi vô ăn cơm tụi con. Vô ăn cơm. Ăn đi con. Lo làm đi. Có gì đâu cười.
cười đi. Tết nay tôi cắt lương hết cho coi. Ủa đó giờ chưa thấy, chưa thấy ai ai mặc quần Mickey hả? Bình thường mà. Con coi dĩ nào khô con đem vô liền rồi đem dĩ mới lên nha. Dạ. Tranh thủ đi, cũng xong khô luôn. Giao cho khách á. Mấy hôm nay cũng nắng nên là nhanh khô. Chứ lại mấy hôm nay thời tiết cũng khó chịu quá. Nhưng mà ba cứ yên tâm, có con ở đây con sẽ phụ ba. Cũng hên là bữa nay nắng đó, tranh thủ làm đi. Dạ. Rồi hôm cũng làm nắm mưa, ba tưởng xong rồi. Ba yên tâm đi. Má pha cho con ly nước nè Phong. Pha ơn con thôi đó, không có pha cho ai hết trơn á. Uống đi con, uống miếng nước đi mới thấy được tình mẹ. Nó mát ruột như lòng mẹ. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ chan chưa cái dòng nước ngọt. Uống đi. Uống đi. Uống đi, nó không có vô vậy. Mà hôm nay sao bảy vui vậy? Hát hò ghê vậy? Hay, đừng có kêu tôi bằng bảy, kêu tôi bằng mẹ đi. Kêu bằng mẹ đi cho nó lấp lại những khoảng trống trong lòng con. Những cái trống vắng trong lòng con. Uống đi, uống đi, uống đi con trai. Mày kêu mẹ tao cắn lưỡi liền đó. Ủa, biết nói chuyện hả? Làm gì không lo làm. Nhiều chuyện, nhiều chuyện. Rồi tới tháng thè ta lãnh lương á, vui lắm ha. Tôi làm là vì đam mê. Ý. Chứ không phải vì ai kia. Ý. Ồ, bảy nó làm vì đam mê hả? Ừ. À, con biết bảy mê gì rồi. Mê gì? Bảy qua đây làm bánh tráng thì bảy sẽ mê một trong hai chữ thôi. Có một chữ tráng. Đúng rồi. Ừ, còn chữ kia là chữ bánh chứ không phải hai ba gì đâu. Trời, đừng có tưởng mình ngon à. Xe. Xe. Anh nói vậy chứ mà khoái bà lắm. Anh biết bà này tao rành bà quá mà. Lo làm đi. Dạ. Tranh thủ con. Dạ. Bên đây nè, gần khô rồi nha. Dạ. Kiểm tra bên đây. Ok. Cái áo của bao nhiêu? Tôi thanh toán luôn. Thiệt không? Ừ. Tính sơ sơ khoảng 100. 1 triệu hả? 10 triệu. Để tôi xem, qua Tết này anh có trả tiền cho tôi không? Hay là anh Quỳnh? Thanh Phong. Nghe cái tên là Phong Ba Bảo Táp rồi. Ủa, sao mà giờ này còn chưa ngủ vậy con? Dạ. Giấu gì vậy? À, dạ con đâu có giấu gì đâu. À, mà sao má chưa ngủ đi má? Trời ơi, ba bay suốt cả đêm ổng lẩm bẩm, ổng tính toán ba cái chuyện hội qua xuân á, sao mà má ngủ được? Mà con làm gì vậy, xếp gì đêm khuya vậy? Đâu có đâu, con tranh thủ rảnh thì con dọn đồ cho nó gọn thôi mà. Nè, ngày mai đi chợ Tết với má nghe. Mấy bữa má nói con Nhung đi mà bận quá trời quá đất luôn, đến nay chưa đi được nữa nè. Chợ Tết đó, đợt này là đông vui nhộn nhịp lắm nghe con. Trời ơi, vậy để con đi với má cho. Sẵn con mua cho má mấy khúc giải mới, má mấy đồ mới luôn nha. Ờ thì cũng được đi, nhưng mà tiết kiệm nghe con. Vì má tính nè, năm nay á má không có mua bánh trái gì nhiều đâu. Bị cô Bảy con nói là năm nay không có ăn Tết ở nhà, ăn Tết ở bên lò bánh tráng á, đến mùng năm mới về lận à. Má. Ừ? Má có thấy cái gì đó bất thường không? Cô Bảy mình á là một người không bao giờ đụng tay đụng chân vô bất cứ chuyện gì. Vậy mà đi qua làng bánh tráng học nghề cái dính ở bển luôn à. Chắc chắn là có một cái điều gì đó rất là bí mật ở bển. Trời, có gì đâu khả nghi. Dạ con biết rồi. Nhưng mà
Má, ừ? Con tính xin ba má là hôm nào con chạy qua bển con thăm cổ, con gửi ít quà cho cổ. Rồi sẵn con điều tra lý do gì mà giữ được chân cô Bảy ở bên đó lâu dữ vậy. Ừ, thì đi thăm cô con cũng được đi. Còn cái vụ mà điều tra là má không có xui à. Rồi sao, tính chừng nào đi nè? Dạ, sáng mai con đi chợ với má xong rồi con chạy qua bển luôn cho kịp. Ờ, thôi giờ đi ngủ đi nha. Dạ. Má cũng về đi ngủ đây. Dạ. Không có thức khuya đó. Dạ, chúc má ngủ ngon, má về đi. Ngủ ngon. Tôi xin lỗi nha, tại vì con gái của cô nó hơi bập chợt một chút. Chị ơi, I'm so sorry. Nhưng mà nếu mà chị chưa tính tiền á, thì chị có thể nhường cho em được không? Please. Thôi, cháu nó thích thì mẹ con tôi nhường. À, cứ cho cháu nó mua đi cô. Hả? À, dạ. Thiệt hả cô? Thank you very much. Cảm ơn cô. À không con ơi, con thích thì cô nhường đó. Cô không có nói con mát đâu, yên tâm ha. Không phải. Cái cô này tôi chưa có đồng ý mà cô cảm ơn rất nhiều cái gì? Chị xinh đẹp ơi, chị có thể nhường cho em đi. Chị biết sao không, cái tấm vải này rất hợp để em may áo dài cho em đi nhạc sân của em á. Chị nhường cho em đi, dù gì chị cũng là nhường cho một người từ xa mới về đó chị. Hình như người nổi tiếng là ca sĩ phải không con? Hình như là... Chị ơi, chị là ca sĩ hải ngoại hả? Đúng rồi, em là ca sĩ hải ngoại. Chắc chị ở dưới đây chị không biết em. Trên thành phố người ta biết em nhiều lắm. Xin tự giới thiệu với chị và cô. Em chính là ca sĩ Anna Tiểu Phụng. Còn trên thành phố về con biết không? Anna Tiểu Phụng hả? Ừ. Cái tên lão quá. Vậy hả? Vậy chị có biết chị cũng album Mắt em là những ánh sao buồn, tim em là chốn ngục tù không? Con biết không? Tên gì mà dài ngoằng sến xuống? Sến! Oh my god! What? Chị nói gì sến? Chị có biết cuốn album đó tôi phải đầu tư biết bao nhiêu tiền mà cuốn album đó bán chạy như thế nào không hả? Chị không biết thì chị phải tìm hiểu tìm tòi chứ. Má cái bực mình à. Má mẹ, con không có thích tấm vải này nữa. Nè, chạy ra cho chị đó. Let go má mẹ. Trời ơi con, cô xin lỗi nha. Dạ, xin lỗi chị nha. Hôm sau tôi thông cảm cô mà. Thấm à, đợi mẹ. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Cũng tại con á, ăn nói như vậy người ta tự ái là phải rồi. Tại cô đó sồn sồn chứ bộ. Nhưng mà mình cũng đừng có khó khăn quá vậy con. Vậy thôi mình đi tính tiền. Không, cái này mình chọn cái khác cũng được mà. Để mẹ tính tiền thôi. Dạ, trời mát quá ba ha. Mát lâu lắm rồi, hai cha con mình biết chung vậy. Lâu rồi ba mới đi giao bánh tráng với con cả ngày như vậy, ba có mệt không? Mệt thì mệt, nhưng mà có khách đặt hàng á là ba vui rồi. Với lại lâu quá hai cha con mình không có đi hóng gió. Đi như vậy á, làm con nhớ hồi nhỏ á, ba hay chở con đi giao bánh trên cái xe cút của ba đó, ba nhớ không? Sao không nhớ con, hồi nhỏ con kè kè theo ba đi bán bánh chứ đi đâu. Dạ. Về đi, về sớm phụ thợ làm con. Dạ. Cái xe bữa nào coi làm lại nha. Dạ. Ba thấy như chạy nó bị giật làm như xăng không điều cái gì á. Vô đầu vừa rồi con cũng giao hàng nhiều quá cho nên không có thời gian đi. Để chắc ít bữa mai mốt đi, rồi con đi sửa. Đúng rồi.
Thấy chưa? Cái gì vậy? Ê? Cái gì bể bánh hả? Sao vậy? Dạ, con không biết nữa. Chắc nó bị chết buggy rồi. Trời ơi, mới nói là bắt đầu là có chuyện liền thấy không? Coi chắc chùi buri đi. Dạ. Sao? Có đồ tháo không? Dạ không. Ờ, ba, phía dưới kia cũng có tiệm sửa xe đó, để con đẩy xe xuống đó. Ờ, ba bắt đò về trước đi. Thôi lỡ rồi, ba đợi con làm xong rồi về chung con ơi. Dạ thôi, lâu lắm ba. Với lại nhà còn bao nhiêu việc ba phải làm nữa. Ba về trước đi, để con lo cho. Được mà, ba đợi con được mà. Mở đi, mở coi coi. Dạ. Alo, nghe bảy ơi. Chuyện gì? Ông về lẹ đi, nồi bột hư hết rồi nè. Sao? Hư hết rồi hả? Rồi tôi về liền. Trời ơi. Sao vậy ba? Nồi bột hư hết rồi. Thôi thôi ba về gấp đi. Thiệt. Có đồ đó ba bắt đầu nha ba. Thiệt tình. Cô lái đò, cô lái đò giúp tôi, hãy giúp tôi chở tôi về nhà. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Hả? Thì ra không phải cô lái đò năm xưa, mà đó là bà bãi nhị tàu lao. Rồi đi đâu vậy? Tôi chèo ông đi trên sông sẵn xuôi dòng xuống để ngắm bông. Hả? Giờ này rảnh quá ở nhà, công việc bề bộn, đăng đăng đê đê, chèo xuồng ra đây ngắm bông. Đăng đăng đê đê, có thầy có thợ với lại thằng Phong nó lớn rồi, giao việc cho nó đi. Ông ôm công chuyện chi? À, thì ra ha, bà với thằng Phong bài mưu tính kế gài tôi đúng không? Không có gài mà là thương. Nó thấy ông làm ăn cực khổ quá cho nên nó kêu tôi dẫn ông đi chơi cho nó lãng mạn tình yêu đê lứa. Nín đi. Nhảm hoài. Làm việc kiểu này đuổi bạn. Ông dám đuổi tôi không? Ông dám đuổi tôi không? Bây giờ ông nó lên đây rồi ông mà đuổi tôi coi ai chở ông về. Đeo đi về đi. Vậy tôi hỏi ông nè, tôi với lại cái xe bánh tráng của ông mà rớt xuống đây thì ông cứu ai? Tôi là con người, tôi đâu đối xử tệ với bà. Chắc chắn là phải cứu bà chứ. Quá trời cưng à. Khoái lắm. Nhưng mà nghe cho hết nè. Vậy? Tôi cứu bà lên bờ xong. Sao? Tôi đè bà xuống. Mà tôi banh họng bà ra. Phải được. Tôi dồn xe bánh tráng vô họng bà cho bạn cho hết. Cái gì? Ông nói là ông thồn nguyên cái bánh tráng vô họng tôi hả? Lúc đó tôi ra một năm chứ không phải một tháng. Bây giờ tôi cho ông cho biết thân ông nè. Thôi, tàu lớn tới kìa. Cũng rất là tình. Hai đứa mình. Đừng, tôi không biết rồi. Đừng có giỡn. Đừng có giỡn. Anh hai,
Anh có sao không? Giận tôi hả? Tôi đâu có ngờ anh không có biết bơi. Giận thiệt hả? Mệt quá. Trời nằm ngủ cũng không yên. Bội quá đi. Trời ơi, giận tôi thiệt hả? Trời ơi, nãy tôi bơi dữ lắm rồi đó chứ. Mà tôi không biết tại sao tôi không cứu được anh nữa chứ. Sao cô Bảy là nghĩ là ba con không biết bơi? Thì tôi thấy ổng, tao thấy ổng khi tôi chới với nè. Bảy nhào xuống. Mà Bảy vừa mới kỵ đầu ổng nha, kẹp ngay cái đất nè, lâu vô nửa đường. Cái ổng nhấn đầu Bảy xuống một lần, nhấn xuống hai lần, nhấn xuống ba lần. Trời ơi, xong rồi hai đứa chìm luôn. Tôi diễn đó. Làm sao? Cố tình nhấn bà đó. Rồi sao không chìm luôn? Bị dệt bẻ sao không bơi? Trời ơi, giỡn chi cho dệt bẻ. Mai là cái sông nhỏ nha, cái sông lớn hả là chết hết hai đứa luôn rồi. Làm nãy giờ xin lỗi quá trời. Ông phải xin lỗi tôi vậy. Chú Hai, chú Hai uống cho ấm bụng nha, kẻo cảm lạnh á. Cảm ơn con. Dạ. Ủa con cảnh gì ạ? Dạ. Gì cô Bảy? À, dạ, vỏ quýt với lại gừng á hả? Uống cho bớt cảm lạnh nè. Ừ, trời ngon ha. Cảm ơn con nha. Dạ. Nó đâu có sẵn vậy? Dạ, con lúc nào cũng chuẩn bị sẵn phòng khi cần thiết. Mà ai ngờ gần thiệt. Bác Hai uống nha bác Hai. Ừ. Cô Bảy. Gì? Cô Bảy với bác Hai lớn tuổi rồi đó, đừng bày mấy cái trò này nha. Trời ơi, muốn cảm lạnh mệt lắm luôn á. Thằng này nó suối nè. Lại là anh nữa à? Ờ, tôi chỉ muốn ba tôi thư giãn nghỉ ngơi thôi. Ai ngờ đâu nó tày quầy như vậy. Mà cũng cảm ơn cô nha. Nhờ có cô mà ba tôi với lại cô Bảy mới an toàn. Tôi không cần anh cảm ơn đâu. Tôi còn nhớ cái vụ. Nhớ không? Cái mặt có vẻ dễ thương đó mà thù dai quá. Ai thù dai? Tôi nói gì đâu, tôi khen cô dễ thương chứ bộ. Gì vậy? Hoài vậy? Con xin phép ra ngoài xem bánh nha. Ừ. Con xuống nhà dưới nha. Ông Hai, hai đó quen nhau hả? Bà nhìn bà không biết sao bà hỏi? Không biết mới hỏi chứ. Tôi với ông có quen nhau không tôi còn không biết mà. Đừng có gài. Bạn đến với kênh vlog của Trứng Beo Bận Đồ Bông nha. Như vậy là mình đã có mặt tại Cần Thơ, không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Thôi dẹp tìm tao cái đi, quay không có nội dung mới hoài. Trời ơi, tranh thủ quay được gì quay chứ cha. Thì bến xe mà, có lúc đông có lúc vắng chứ. Mà cũng tại mày hết. Ai biết ngủ quên chứ, bây giờ tới nơi không có ai là đúng rồi. Thôi tao mệt mày quá, đừng nói nữa, đừng quay nữa. Mệt muốn chết à, giờ tao hỏi mày nè. Vậy gọi không chưa? Biết đây là đâu không? Nè, chưa kể á, đường xá mình không biết nữa nè. Thôi mày nín đi. Mày dồn dập vậy sao nó trả lời kịp? Cái gì cũng phải từ từ hết. Tao cũng như mày thôi, lần đầu tiên đặt chân tới đây không biết đây là đâu hết. Còn Phong á, nó kêu đứng đây chờ đi, khi nào nó tới á thì nó gửi điện thoại cho mình. Tao mà tính ra nhìn quê Phong cũng đẹp quá ha. Mà tao nghe nói nha, miền Tây đẹp chính, nhưng mà em gái miền Tây đẹp tới 10 lần. Cái đó mày nghe nói rồi, tao nghe hát luôn nè. Người miền Tây dễ thương vô cùng. Đó là bài hát của gì Cà Mau mà. Thì Cà Mau ở miền Tây còn không chịu gì nữa. Ố không à. Không. Hello. Làm cái gì mà giờ này chưa tới hả mày? Sao? Đi xe mệt không? Hơi hơi.
Không phải hơi hơi đâu, quá mệt luôn á. Trời, bây giờ tao chở tụi bay đi một vòng đi xem không khí Tết là sao ha. Ý kiến hay nha, bây giờ mày chở tới chỗ nào mà thú vị để tao quay vlog nha nha nha. Vô tư luôn, lên. Ở đây có gì vui vui để chơi không? Trời, chỗ vui thì đây thiếu gì, dẫn tụi bay đi hết. Rồi bây giờ cứ đi lòng vòng vài chỗ đi, xong rồi tìm chỗ nào uống nước, còn nói chuyện lai rai. Okay. Ok, lên xe, lên xe. Trời ơi, nên cho trải nghiệm, mới vô là cho trải nghiệm thú vị người ta. Rồi sao mà leo? À đây. Lên. Vâng, và đây mình cho các bạn trải nghiệm cảm giác đi xe ba gác là như thế nào nha. Còn chưa dựng nữa nha. Ê, mày có bị điên không? Hả? Từ nãy giờ tao thấy bánh tráng không, không có qua quyết gì hết mà cứ qua hoài vậy. Mày tào lao quá. Ý tao là qua khôi, qua hậu kìa. Trời, được luôn hả? Ừ. Tao quyết định rồi. Tao sẽ làm rể ở xứ sở miền Tây này. Chị ơi, chị vậy chị muốn mua bông gì chị? I'm focusing. Do you understand? Okay. Chị Kiều hả ta? Nếu mà chị Kiều mình phải dụ bả mua bông mới được. Chị làm gì mà chị đi vòng vòng ở trong cái vườn nhà em, rồi chị xuất hiện giật mình em chị? Em có thể chụp cho chị một tấm hình được không? Chụp hình hả? Please. Ok ok. Ok, chụp hình đi, chút xin lỗi nha. Nè. Okay. Em ơi, bây giờ em chụp hình cho chị theo phong cách thời trang quốc tế nha. Em phải lên với cái chậu bông đầy màu sắc như vậy nhưng mà không làm lu mờ chị nha. Ok ok. 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 Ok ok. Qua bên đây đi em, qua bên đây nữa đi em. Ở bên đây em hãy chụp hình cho chị theo phong cách mờ mờ ảo ảo, xa xa gần gần nhưng mà cái mặt chị vẫn rõ nét nha em. Ok ok. 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 Lùi 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 lùi. Lùi hả? Ok lùi lùi lùi. Ok. Đấy chị. Lù lù đúng không? Được chưa? Ok, được rồi. Ok, ok. Chị, có gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Rớt xuống dưới rồi. Trời đất ơi, sao cái vườn bông này ngày nào cũng có, lâu lâu lại có một chuyện. Xảy ra là sao vậy? Ai đây, Nhung? Chị, con cũng không biết chị là ai nữa. Tự nhiên đi vòng vòng ở trong cái vườn nhà mình gọi kêu con chụp hình á. Chào chú. Cô là ai? Hả? Trong cái vườn bông nhà mình á. À, ai mà vô đây hoặc là người nhà hoặc là khách hàng đến mua bông, còn không phải khách hàng mua bông á là ăn trộm. Ăn trộm? Chú ơi, con không phải là ăn trộm, con đang đi chọn bối cảnh cho MV ca nhạc của con. Hả? MV ca nhạc là sao? Ơi Thắm ơi, con đi đâu mà trời ơi, má mi đi vòng vòng kiếm con hết cái vườn bông này mà không thấy con vậy? Má mi, sao má mi cứ gọi con là Thắm hoài vậy, sến xuống quá ha. Rồi, má mi xin lỗi, má mi quên. Anna Tiểu Phụng được chưa? Dạ. Yeah. Con đi đâu vậy? Con đi tìm bối cảnh chính cho MV ca nhạc của con. Hả? Quay ca nhạc? Dạ đúng thưa chú, con xin long trọng thông báo với chú là vườn hoa cho chú đã được vinh hạnh, được con chọn làm bối cảnh chính để quay MV ca nhạc cái chủ đề Mùa Xuân Trong Lòng Đất Mẹ. Yeah. Hả? Mùa xuân trong lòng đất mẹ. Bây giờ cả nhà phải nhìn bàn tay của Bảy Nhị nha. À không, không còn là Bảy Nhị nữa mà gọi là Bảy Nghệ Nhân. Nhìn bàn tay thon thắt không? Đó, hãy nhìn đi.
múc hai muỗng bỏ vô đây. Này bỏ đi, múc hai muỗng bỏ vô đây. Đó, sau đó chúng ta sẽ mở cái nắp nồi ra. Mở cái nắp nồi ra đi, coi ở trong có gì rồi đổ vô. Đây, rồi mình xoay một vòng đó. Gia truyền bánh tráng đây, phải học nghề của Bảy là bất bại. Cả cái vùng này bánh tráng nổi tiếng rần rần là do bàn tay của em. Đôi bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem. Là Bảy đó. Thôi Bảy ơi, trời qua đây học nghề nửa năm rồi, có được gì đâu đòi truyền nghề với đứa nhỏ. Trời, tao đang truyền nghề mà. Cắt khúc đó nha. Truyền nghề cái gì? Từ lúc pha bột là tao thấy sai rồi đó, truyền nghề. Lan mà tin Bảy là bán lúa giống đó nha. Mày nha mày, mày ghẹo tao hoài nha mày. Cái thằng này thiệt, chưa bao giờ nó binh tôi trơn á. Mấy anh mấy chị đừng có chọc Bảy của em nữa. Ủng hộ Bảy em chút để Bảy em làm tốt hơn được không? Trời ơi, Bảy con qua đây phải học nghề bánh tráng đâu, học nghề yêu á. Trời ơi là trời, nói tầm bậy tầm bạ gì vậy trời. Nhưng mà nói con nghe quen xuất sắc nha. Bảy con qua đây có nghề marketing. Từ ngày Bảy qua đây hả, nghề bánh tráng bắt được dưng đâm tươi. Thấy không Bảy? Lo ra vào bánh tráng đi kìa, ở đó. Để cháu cho Bảy nè. Rồi, bánh chín rồi con. Trời ơi cô Bảy ơi, cô Bảy đẹp, trang bánh tráng hay, lại còn marketing giỏi, ai chịu nổi hả cô Bảy? Thằng này bởi vì nó khéo nó làm vlog là phải rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà mình nha. Các bạn ơi, thì nãy giờ các bạn đã theo dõi quá trình làm bánh tráng trên kênh vlog của Trứng Bèo Bận Đầu Bông ngày hôm nay, thì các bạn thấy được là quá trình làm bánh tráng rất là công phu và tỉ mỉ nha. Và đây các bạn coi, từng chiếc bánh tráng này được làm bởi một quá trình rất là vất vả để có được những bánh tráng thành phẩm ngày hôm nay từ những người thợ. Và nhắc tới thợ thì tại sao không nhắc tới những người chủ, đúng không? Và sau đây mình sẽ cho các bạn gặp cậu Phong, là chủ xưởng bánh tráng cũng như là bạn của mình. Phong ơi, ra đây chia sẻ với quý vị khán giả đôi chút về quá trình làm bánh tráng của mình đi nào. Ê hey, chủ ơi, Phong đẹp trai ơi, ra đây quay cái coi. Ra đây chia sẻ một xíu về quá trình làm bánh tráng rồi. Xin chào mọi người, hôm nay tôi có đôi lời như vậy. Hiện tại thì có rất là nhiều cơ sở sản xuất bánh tráng bằng máy, nên hương vị truyền thống không còn giữ được nhiều. Còn đối với cơ sở của chúng tôi và một số cơ sở khác ở trong vùng vẫn giữ được cách làm truyền thống đó, nên hương vị bánh tráng vốn có của nó vẫn giữ được từ trước cho tới nay. Và cơ sở của chúng tôi cũng là một trong những cơ sở nổi tiếng nhất xứ Thốt Nốt ạ. Hay quá, rất là tự tin luôn bạn ơi. Đúng là đi một ngày đàn học một sàn khôn, đi đây đi đó thì mình mới thấy mình khôn ra nhiều, mình biết được những điều đặc sắc và thú vị nha các bạn ơi. Quá là tuyệt vời đúng không các bạn ơi? Bây giờ đi mình sẽ cho các bạn biết thêm nhiều về quá. Gì? Sao không quay tao? Mày có gì đâu quay. Thì quay đại đi. Quay mày cho bị tụt tương tác, hư clip tao hả? Vừa phải thôi mày. Mà công nhận nha, quê của thằng Phong vui thiệt luôn á. Phong, vậy mà đó giờ không đủ xuống chơi mày. Trời ơi, tao đủ tụi bay hoài mà có chị xuống đâu. Cứ lo trên đó đi ngắm gái đẹp không à. Đâu có thèm xuống cái xứ khỉ ho cò gái này đâu. Thì lúc đó không biết thôi, bây giờ biết rồi. Biết rồi thì sẽ xuống hoài hoài, xuống dài dài. Mày công nhận nha, tà bánh tráng bóng lét gì nè. Làm ra rất nhiều công đoạn, rất nhiều quy trình luôn á. Mệt muốn chết à. Mệt nhưng mà vui phải không quý vị? Thì sắp tới Tết rồi, cái nhu cầu thưởng thức bánh tráng của mọi người cũng rất là cao. Vì vậy mà những người thợ ở đây đang cực lực, cố gắng hết sức để làm thật là nhiều bánh tráng để phục vụ cho bà con cô bác. Mọi người hãy ủng hộ cho kênh vlog của Tấn Bèo nha. Hãy nhớ subscribe và theo dõi kênh YouTube của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha. Phong. Bé áo hồng á, thợ ở đây hả? Trời ơi, ra đây con. Bé áo hồng hả? Con bé áo đỏ luôn được không? Giới thiệu với tụi con, nãy giờ thấy tụi bay lu bu với thằng nhỏ này nó quay, cho nên là dì Bảy không dám nghe giới thiệu. Dạ. Đây là bé Lan. Tại sao kêu bằng bé? Tại nhỏ Hiếu Hà đang học đại học, cháu của Bảy. Dạ. Biết sao nó đẹp không? Sao Bảy? Tại nó giống Bảy. Làm gì hết hồn, giống Bảy hồi trẻ. Dễ thương không? Dạ. Chưa có bồ. Hết cái gì? Bảy cũng chưa có bồ luôn. Ê cái gì thằng quỷ? Cô cháu của Bảy không phải quê đây, quê ở Sa Đéc. 66 Sa Đéc chào anh em. 51 Sài Gòn chào cô Bảy nha. Ai này nó lanh dễ sợ luôn, tao phái nha. Nhớ theo dõi kênh của Bảy top top nha. Trời ơi, Bảy ơi. Gì? Bảy pha bột đặc quá, bánh sượng cứng hết trơn, trời kìa. Vô hoa lại đi, nghệ nhân gì chết rồi. Nó làm lợi chứ gì đâu dữ vậy. Ủa, sao sáu bị sao vậy? Các anh đừng có tin lời Bảy của em. Bảy của em nổ. Cái chuyện nổ hay không không quan trọng. Quan trọng là em đây, cô bé áo hồng, chứng tỏ là em chưa có chồng đúng không? Tới tuổi cặp kê rồi chứ gì. Cặp anh nha.
Hỏi gì vô duyên. Em nhiêu tuổi vậy? Trời ơi, con mày còn vô duyên hơn tao nữa. Tự nhiên hỏi tuổi ta. Tào lao vậy? Hỏi tuổi người ta làm gì? Tính làm thầy bói hả? Sao mày biết? Thằng Tuấn này nữa, quay đi, đứng đó mà nói tào lao không. Nãy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại rồi, quay gì nữa? Quá trời thứ đi quay kìa. Ngoại có gì đâu quay. Ê, có. Hồng mấy á, ra ngoài sân quay hơi bến tráng đi. Quay tao với em Lan nè. Ê, cái gì nữa? Mày nữa, vào gói bến tráng đi. Vào quay nó gói bến tráng cho tao. Cái gì? Nghi lắm nha. Nghi cái gì mà nghi? Tào lao. Còn cô nữa, muốn ở đây làm bánh tráng á, vào trong tôi chỉ cho. Ai cần anh vậy? Hiểu rồi nha. Hiểu rồi thì đi ra làm đi. Nói mà nó để với con bé đó mà. Tôi không đồng ý. Ủa? Dạ sao vậy ông anh? Cái gì mà mùa xuân trong lòng đất mẹ, nằm ở dưới ba tấc đất rồi đón mùa xuân nhớ mẹ hả? Vô duyên. Đúng rồi, nghe vô duyên thiệt ba. Con ơi, mami thấy nó cũng kỳ thiệt đó con. Hay là con đổi chủ đề đi con. Làm sao mà đổi chủ đề được mami? Thôi, không được đâu. Cái vườn bông của tôi á là cái nơi để chỗ buôn bán, hiểu không? Chứ phải là cái chỗ này để quay ca nhạc. Mami, làm sao bây giờ mami? Ông anh ơi, con gái tôi nó đã thích vậy rồi, không ấy ông anh giúp giùm tôi đi, cho nó quay MV đi, rồi bao nhiêu tiền tôi cũng gửi cho ông anh được không ạ? Không được. Con có ý nghĩ nè, nếu mà quay video ca nhạc á thì sẽ được quảng cáo, mà quảng cáo này quảng cáo phi, quảng cáo không tốn tiền luôn ba. Đúng. Bé này nói đúng đó ông anh ơi. Nè, tôi nói ông anh nghe, thiệt ra tôi cũng là dân miền Tây đó. Tôi là gốc Cà Mau nè. Tại gia đình tôi là đi định cư ở nước ngoài cũng lâu năm. Năm nay tôi dắt con gái về quê ăn Tết, rồi cho nó đi thăm bà con, bạn bè. Tôi có người thân ở bên Cần Thơ thốt nốt á. Rồi tôi sẵn cho con tôi quay MV luôn. Ông anh giúp nha. Để tôi suy nghĩ lại coi. Ủa, bà chị. Ủa, chị. Trời đất ơi. Vậy là chị em mình có duyên với nhau rồi. Dạ, ủa vậy là bà chị cũng ở gần đây hả? Cái vườn này là của nhà tôi nè. Đây là chồng tôi, đây là con gái tôi á. Ôi, vậy thì may quá con ơi. Vậy anh chị giúp giùm cho mẹ con tôi nha. À? Cho con bé nó quay cái MV ca nhạc. Quay ca nhạc hả? Dạ. Ông đồng ý đi ông, mình cũng đâu có mất mát gì đâu ha. Đúng không anh? Là sao? Là đồng ý đó. Để tôi suy nghĩ lại. Vô gái mấy đứa ơi. Rồi, mời chú. Rồi, chúc sức khỏe cả nhà mình nha. Vô. Được không? Rượu uống được không? Dạ được. Thảo quá chú ơi. Rượu gạo mà. Biển quá chú. Trời ơi. Bữa nay chú hai vui lắm á. Chú hai cảm ơn Nam với thằng Tuấn nha. Dạ, chú gọi con là Tuấn Bèo đi cho nó thân mật. Ủa là sao? Hồi nhỏ con tên Tuấn mà tuổi mẹo nữa, lúc đó yếu ớt lắm. Cái hàng xóm kêu lấy con Bèo đi cho nó mạnh mẽ. Kể từ đó chết tên Tuấn Bèo luôn. Ồ vậy hả? Dạ. Vô với mày bắn bọc bắn bọt. Dạ ăn mày chú. Ông gái mà đỡ rồi. Tuấn Bèo. Dạ. Vui tính quá. Chú hai nói thiệt nha. Dạ. Thời gian qua không có mấy đứa chú hai vất vả lắm. Vậy nhờ mấy đứa phụ tay cho nên cảm ơn. Mấy con nhiều lắm nha. Ôi có gì đâu chú ơi. Nói thiệt á, tụi con sợ làm phiền chú nữa. Về đây ở cái nhà chú mà. Mà cũng may cái nhà mình làm bánh tráng, tụi con có cái phụ. Nói cực vậy chứ vui lắm à. Vui chứ. Thích lắm luôn á. Dạ. Thì không đó. Thiệt. Nhắm làm được hả nói nha. Chứ đến lúc đó tụi bay mà bỏ chạy mất dép là chết chứ tao đó. Bạn Hiền. Nó bậy rồi. Thằng Nam này đã có mục tiêu và lý tưởng sống. Đó chính là làm rễ xứ miền Tây này. Trời ơi. Cho nên không dễ gì chạy đâu. Trời. Vô cái nữa đi. Để vô. Rồi vô. Bữa nay là chắc mình nghỉ Tết luôn á. Chắc Tết mấy cháu mới gặp lại chú hai ha. Ủa? Nói vậy là chú thích nghỉ làm bánh hả? Có chứ, còn chứ đâu có nghỉ luôn con. Chuẩn bị là xuống Cần Thơ. Dạ. Bán hội chợ. À, tới khoảng hai mấy mới về đón vô thừa. Ồ, vậy là coi như là hôm nay là ăn Tết lớn à. Lớn à. Khỏe cả nhà. Dạ. Rồi. Tính hôm nay ăn tới qua Tết là con lấy được vợ chắc luôn. Dạ. Bà chú hai. Sao?
Cái này là chú cháu mình, con hỏi thiệt nha. Sao? Đâu nói chú Hai nghe coi. Con trai chú Hai đó, thằng bạn con. Kỳ quá à. Sao kỳ? Đẹp trai, sáng láng, hiền lành. Vậy mà ế. Không phải, mấy đứa lầm nó rồi đó. Không ế đâu con. Mấy con lầm nó đó. Nó không phải là ế, mà thằng này nó khó tánh. Nó kỹ lưỡng. Với lại chú Hai hiểu tâm lý con chú Hai mà. Nó chưa làm được gì, nó chưa làm chủ cả một cái hãng bánh tráng thì nó chưa có cái vốn liếng. Nó cưới vợ rồi nó lấy gì nó nuôi, đúng không con? Cái cười khoái khoái. Trời ơi, vậy là chú Hai lầm. Thằng này nó cao thủ. Cái trình độ thả thính của nó lợi hại lắm chú không biết đâu. Nó thả thính ghê lắm. Thả thính? Dạ. Từ nhỏ đến lớn chú Hai chỉ thấy nó thả diều thôi. Sao bây giờ nó có cái nghề thả thính nữa? Ủa, thả thính là làm sao con? Chú có biết là thả cá là để mình bắt con cá. Còn thả thính là để bắt dính mấy nhỏ con gái. Mày sao mà vừa thôi mày? Tao thích ai mà thả thính bao giờ? Vậy sao? Mày đừng có chối làm như không biết hả? Mày thích con bé Lan cháu của Bảy Nhị đúng không? Tao với thằng Nam thấy hết nè. Đừng có giải thương mà che mắt thánh nhằn khứa. Sao bưng dĩa khô vô đây? Dạ. Mày mê thằng nào trên bàn đó phải không? Mày kỳ quá. Thôi mày cầm ra giùm con đi. Ngoài đường đó. Tuổi kỳ. Cái tuổi. Cuốn này cá lóc nướng nè. À, mời chú, mời chú, mời chú. Ơi, rau, rau sống ở nhà bao la. Quá trời đặc sản ngon quá. Ai? Ai tên Phong? Dạ con. Nhận đồ gái gửi. Gái hả? Gái là ai vậy? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm Hai thôi. Cười gì? Chú cái đó người ta gọi là thả thính đó chú. Dạ. Hả? Thả thính đó. Là vậy đó hả? Dạ. Hèn chi bữa hổm tới giờ có thả thính tao hoài hả? Đồ dính không? Tao gom tao để đó chứ tao không dám vô. Vô. Không lẽ mình thích cô ta thật sao? Vậy mà xem mình như là gì luôn. Mắc cỡ dễ sợ luôn. Mà Bảy thì kỳ quá. Mà thằng cha nó thích mình thiệt á trời. Thiệt vậy ông ta? Phải dọn đồ về xe đét. Về xe đét mới được. Ủa? Sao Bảy? Con làm gì vậy? Bảy đi đâu giờ mới về phòng vậy? Thì Bảy làm chuyện á. Ủa mày đâu à? Con thấy con ở đây lâu rồi đó. Con tính dọn đồ về xe đét. Về xe đét? Dạ. Bệnh quá, nãy giờ ra kia kiếm viên thuốc uống mà giờ con về Sa Đéc bỏ Bảy đây mình hả? Bảy có sao không? Trời ơi, nghĩa nặng tình thâm. Gia đình không có nhiều người hết trơn, có mỗi người thân mà con về Sa Đéc. Thôi được rồi, Bảy, nếu mà Bảy ho như vậy thì thôi con ở lại con chăm sóc Bảy nha. Mai con xin chú Hai rồi con đưa Bảy đi bệnh viện nha. Ê, khám chi? Con khéo léo vậy. Con lo cho Bảy, bàn tay vàng của con lo cho Bảy là Bảy khỏe. Dạ. Bảy ở lại ha. Dạ. Không về phải không? Dạ. Thấy bắt đầu người khỏe khỏe rồi đó. Cất cái vali đi con. Dạ, cất. Đi ngủ Bảy. Ngủ con ơi. Sao đài ngủ lẹ. Đi ngủ. Đây. Bảy nè. Ơi. Con cảm ơn Bảy nha. Mơ cái gì à? Vừa rồi nhờ có Bảy giả bộ bệnh, mẹ Lan mới chịu ở lại với con đó. Ý trời ơi,
Cảm ơn cái gì? Coi như là bảy đẩy thuyền cho con, nhiệm vụ của con á cũng phải đẩy giùm cái thuyền cho bảy nha. À, đẩy cho bảy với ba con chứ gì. Như thế này á là bảy với con thực hiện chiến dịch đẩy thuyền kép rồi còn gì nữa. Vậy là con phải dùng nhiều sức nha, tại hai thuyền lượt. Dạ. Ê, dạ, giờ này còn kêu gì bảy gì nữa, kêu lại tiếng cho nó bắt cuộc coi. À, con cảm ơn má. Trời ơi, thằng này rất là trai và nó còn có duyên nữa. nghỉ đổ luôn. Con lên tao mừng gà cho ăn đi. Dạ. Trời ơi, cái thằng nói chuyện có duyên đi không. Trời ơi, dạ, tao cưng mày quá trời cưng luôn rồi. Đi. Trời ơi, mấy ơi, phụ giới mưa rồi. Đứa con ơi, ông hai ơi, mưa rồi. Bên đây đứa con, bên đây nè. Phụ. Mày làm đâu phụ, chú hai một tay coi. Dạ. Tụi con, thằng thanh niên nào qua đây cho tao nước coi. Nè, thằng thanh niên nào bỏ qua đây cho tao nước coi. Dạ. Rồi. Phụ tao đi. Con em này, trời ơi, sao tướng nào không lo cho gì cái này nữa con. Anh xếp vô đây hai. Xếp vô cái đó. Ừ. Trời ơi, con gom cái này đi con. Nè, con. Bên này nè, bên này. Đưa cái này vô. Bên vàng này đi. Vàng này phơi nắng sớm hơn nè. Bây giờ làm cái gì nữa? Ở đây con. Không ơi, con gom cho tràn nhà cho con. Nè. Vàng này. Tại cái này hồi nãy mình phơi rồi. Để đi vô. Đưa đây. Cho đừng có ướt thôi. Lẹ con ơi, con. Con ơi. Ông ơi còn hai cái kìa ông. Rồi. Đi ra. Chạy. Vô trong luôn đó đi. Rồi. Thiệt tình. Mưa gió gì bất ngờ không? Ông ơi, mưa cái đầu ông ơi. Thiệt tình, thời tiết bất thường thiệt. Mưa vậy mệt rồi ông ơi. Đơn hàng người ta đặt hết rồi, mà giờ ông vậy chết được. Tết bà, tới chưa? Dạ, bà yên tâm đi, chắc khách sẽ thông cảm cho mình thôi. Gần Tết mà mưa như thế này, làm sao giao hàng cho khách đây? Mọi người ơi, con lo quá. Mưa ướt bánh tráng vậy, lấy gì tối cuốn đồ nhậu. Thì tàu lao, hết thì ra chợ mua. Trời ơi, hai ông khùng, nhà mình giữa bánh tráng mà thiếu gì. Lo là lo đơn khách kìa mấy ông thần. Dạ quên. Trời ơi là trời, không có tâm trạng gì hết trơn á. Ổng buồn vậy kìa, vô dọn đồ nhậu quay. Thời tiết thất thường quá, không thuận lòng người. Vì vậy tôi sợ cơ sở bánh tráng mình mất uy tín với người ta, rồi khách hàng cũng bỏ mình. Bây giờ tôi phải làm sao? Trong tâm tôi quyết giữ cơ sở bánh tráng này, vì cái làng nghề bánh tráng này nuôi sống gia đình mình. Tôi không bỏ. Nhưng lúc này tôi gặp rất nhiều khó khăn. Bà hãy phù hộ cho cha con tôi vượt qua khó khăn này nghe bà. Bà, kiểm tra mấy cái danh sách mà mối đăng ký để lấy bông, lấy kiển đồ của mình á, bà kiểm tra kỹ chưa? Kỹ hết rồi, ông yên tâm đi, đừng lo hết á. Ý tôi nói là mấy cái mối mới mà đặt hàng năm nay nè. Mối cũ gì cũng xong xuôi hết rồi. Mấy cái mối mà người ta gửi cây cho mình chăm sóc hàng năm á, tôi cũng là chu toàn hết rồi, chịu chưa? Bà lúc nào cũng nói yên tâm nha. Sót cái mối nào mà đầu năm đầu tháng người ta điện thoại cho tôi, tao bắn vốn nha, là bà tới công chuyện với tôi á. Tự dưng cái nói rủi vậy không biết à. Ồ,
Nói nghe nè, ông nghe cái cô ca sĩ cổ hát á, cái điệu gì ông biết không vậy? Hát cái gì? Hả? Nó rống chứ hát cái gì? Cái bài này là bài gì, cái điệu gì mà sao nghe không ra ông ơi? À, mới đầu tôi tưởng là hay mà sao nghe nó lạc lạc làm sao quá phải không ông? Ôi trời ơi, sao mà hát giống như là rống vậy trời? Cũng bà không chứ, cái gì vậy? Tự nhiên đồng ý cho mẹ con nó vô dựng bông quay chi vậy? Bây giờ nó rống cái kiểu đó. Thì ta nói nghe nói Anna Tiểu Phụng ca sĩ hải ngoại về, tôi tưởng là hay lắm. Rồi cái tôi cho về mình công đôi chuyện, mình được coi văn nghệ luôn. Mà có về đâu kỳ cục dữ vậy nè trời. Ô ngài cái tưởng vô tưởng tượng gì đâu không à. Nó đóng cái kiểu đó đó. Rồi mối lái nào mày dám vô đây mà đặt hàng. Chết rồi ông ơi. Vậy giờ sao ha? Bây giờ chắc cũng phải ráng một hai bữa nữa thôi. Rồi có gì rồi nếu mà chồm sớm mà người ta có phiền hà rồi mình xin lỗi thôi chứ sao. Mệt bà ghê luôn á. Anh Tư chị Tư ơi. À, cái gì vậy Út Liễu? Trời ơi anh Tư chị Tư, anh chị làm ơn kêu cái cô mà ở trong giường á đừng có hát nữa được không? Bà già tôi á hả, bà ngăn ngực bà thở hơi lên rồi kìa. Trời ơi. Hả? Trời ơi, đến nông nỗi này hả? Trời ơi, bây giờ sao ông ơi? Xin lỗi. Trời ơi đó, chị thấy chưa? Chết tôi rồi mà. Má ơi. Trời ơi, chết rồi, bây giờ sao? Vậy là ảnh hưởng đến xóm giềng dữ quá ông ơi, tôi đâu có về. Mà nở mặt nở mày chưa? À, bây giờ tính sao hả ông? Xin lỗi bà con. Cái gì nữa vậy trời? Trời ơi. Bực bà ghê luôn á. Con ơi đâu có đâu nè. Để mami coi. Rồi không có dính trong người con đâu, con đừng có la. Không có. Trời ơi mấy người làm ăn kiểu gì kỳ cục vậy? Tôi đã nói với mấy người rồi là tôi từ hải ngoại mà về tôi rất là sợ mấy con có lông lông. Mami, mấy người này không có chuyên nghiệp, đuổi hết đi mami. Rồi, để từ con. Đuổi hả? Tôi bị hớ mới nhận lời cho cô đó. Máy chanh, trái chanh, khác gì vậy? Biên ông, con khác nhiều, đừng nhận làm ca sĩ. Dẹp, chọn nội về, không quay nữa. Về chung. Mami, người ta chưa có hát ngọc nghĩa hết trời kìa mami. Được rồi, để mami tìm người khác làm cho con, đừng có khóc nữa mà. Mà dọn đồ thu gom về hết trơn vậy. Trời, người ta đi hết rồi anh chị ơi. Thôi được rồi. Mami sẽ kiếm người khác làm cho con. Nín ngoan, mami thương ngoan. Thôi con, bây giờ mình hát chưa có hay thì mình giờ mình luyện tập tiếp ha. Rồi chừng nào hay cái lại mình quay lại ha. Nghe con. Thôi đi vô cho má con ơi. Thôi đừng khóc. Mami tìm người khác cho con. Rồi, mami kiếm người khác cho con. Mami ơi kiếm người khác cho con nha. Mami thương. Bà chiều con bà quá. Biết sao giờ thì con người ta phải chịu thôi. Bây giờ mình sao xin lỗi sống diện nè. Thôi để ta đi về, để cho về đi cho nó ăn nè. Thôi con không khóc nữa nè, khóc mặt xấu nè. Thiệt á là tôi xin lỗi anh chị. Con tôi con Thắm á, tính hết nó vậy đó. Tôi là mẹ nó chứ tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Dạ không sao đâu chị, vợ chồng tôi hiểu chị mà. Thì cũng tại chị cưng chiều con quá mức cho nên nó mới ra nông nổi như vậy á. Chứ chị thấy tôi không, phải cứng rắn mạnh mẽ. Mỗi khi mình nói ra lời nào á, nó giống như là khủng long mà nó hét ra lửa vậy đó. Vậy quả mai con mới sợ, vợ nó mới nể. Dạ tuy rằng là mới có quen biết anh chị thôi nhưng mà tôi quý lắm. Tại anh chị là thẳng thắn nè, thiệt tình nữa, nghĩ sao là nói vậy à. Dạ. Thôi coi như là mình có cái duyên gặp nhau, vậy là coi như may mắn. Dạ vui vẻ. Dạ. Rồi sắp tới chị tính đi đâu nữa? À dường như là bữa trước chị nói đi về Cần Thơ thì phải hả chị? À, dạ tôi sẽ qua Cần Thơ vì tôi có cái người quen thân ở bển á. Dạ. Không, thật ra hồi trước á là ổng cũng cùng quê Cà Mau với tôi luôn. Dạ. Nên là hai bên cũng rất là thân thiết. Dạ. Rồi cái sau có dịp rồi ổng mới qua bên Cần Thơ, ổng có duyên với cái nghề bánh tráng ở làng bánh tráng Thuận Hưng đó ông anh. Ê bà,
con Bảy Nhị mình cũng ở bển đó. Ờ phải rồi, cô em chồng tôi cũng ở bển đó. Không chừng là có duyên hai người gặp nhau ha. Yeah. Trời ơi, được vậy thì thân càng thêm thân, duyên càng thêm duyên, tình cảm càng khăng khít hơn. Dạ. Dạ, cảm ơn anh chị. Thôi chắc là giờ tôi cũng phải xin phép tôi về. Bởi vì tôi còn phải đi sắm sửa ít đồ. Dạ. Rồi đưa con tôi đi thăm nom chỗ này chỗ kia nữa. Dạ. Rồi sau đó là tôi mới qua bên Cần Thơ. Dạ. Vậy thôi sẵn đây tôi cũng chúc gia đình chị năm mới an khang thịnh vượng nghe chị. Dạ. Cảm ơn anh chị, một lần nữa cảm ơn rất là nhiều luôn. Dạ. Tôi cũng chúc anh chị sức khỏe. Dạ. Vui vẻ, gia đình hạnh phúc. Dạ. Mọi sự là coi như bình an, là muốn cái gì được nấy. Dạ. Năm mới mọi thứ nó được đâu đâu đó hết ha. Dạ. Bình an ha. Dạ. Rồi, cảm ơn làm chị. Ăn tấn tài tấn lộc. Dạ. Dạ. Hẹn gặp lại anh chị sau. Dạ. Nha. Dạ. Chúc dạ. Chị tấn lộc bình an. Rồi, cảm ơn anh chị, tôi về. Dạ. Chào chị. Bà Tê Đa, bà muốn uống mái tóc như vậy không? Tôi uống cho bà. Trời ơi, cái chừng này tuổi rồi, tôi có phải Việt Kiều đâu uống kiểu đó. Có ngộ ngộ. Ông này à. Mà cổ đẹp ha. Làm đám tưởng ngưng, giờ ông chuyển tiếp nữa rồi. Chuyện này sao đây? Bà cứ yên tâm đi. Vừa rồi tụi con cũng xấy được một lô bánh tráng. Con nghĩ chắc không đủ giao cho khách đâu bà. Ba biết điều đó chứ. Nhưng mà con không trong nghề, con không có rành. Bánh tráng xấy không ngon bằng bánh tráng phơi. Mình là cơ sở, đã được người ta ủng hộ rồi, phải giữ uy tín chứ con. Bây giờ mình không còn cách nào khác đâu ba. Vừa rồi dự báo thời tiết cũng nói chỉ thất thường mấy ngày thôi, rồi sắp tới chắc chắn sẽ có nắng ba. Ừ, do thời tiết thất thường thôi, chứ đâu phải do ông không có uy tín. Đừng có buồn rầu quá mà. Chứ mình cũng cố gắng rồi. Mấy đứa nhỏ về để chơi có chơi đâu. Nó bu vô làm bánh tráng, nó sấy quá trời luôn. Sắp mơ tôi có tôi giao cho người ta rồi. Phấn chấn lên ông. Ừ. Đúng rồi đó bác hai. Con biết là bác quan tâm đến uy tín lắm, nhưng mà con nghĩ khách hàng của mình cũng sẽ thông cảm cho mình mà. Bác hai biết điều đó, nhưng mà tại vì cái chữ tín của cơ sở mình từ xưa đến nay bà con biết rồi, mà không phải dừng lại ở đây đâu. Bác hai cũng muốn đưa thương hiệu mình lớn hơn nữa, đưa thương hiệu bánh tráng Thiên Niên vào siêu thị rồi đưa ra nước ngoài cho nước ngoài biết cái thương hiệu bánh tráng Thiên Niên của mình. Vậy mà ông làm gì hoài, sao chịu? Mất uy tín không? Ừ. Alo, đây Hai Tráng đây. Đỡ sao giờ này ông chưa giao hàng cho tôi nữa? Dạ, đơn hàng là bên đây biết mà. Nhưng mà anh cũng thông cảm là mấy ngày nay gần Tết, thời tiết bất thường quá, cho nên chậm vài ngày đi. Mình làm ăn lâu dài mà. Chứ không phải ông ấy bánh của tôi đặt bỏ cho người khác chứ vậy? Không có đâu, anh đừng nghĩ vậy. Trời ơi, Hai Tráng này làm ăn là uy tín, không có thiên vị ai đâu. Tôi hứa một là một mà. Mà tại vì thời tiết anh cũng hiểu rồi, anh thông cảm nghe. Tôi hứa cho tôi vài ngày đi. Trời ơi, ảnh đâu mà chờ ông ơi. Trời ơi, tôi nó đâu có muốn đâu. Thôi rồi ông quỷ luôn đi, tôi đi mua người khác. Ừ, vậy thôi, cảm ơn anh. Xin lỗi anh nghe. Dạ, dạ, cảm ơn anh ủng hộ. Sao vậy? Khách hàng khách phiền đó, vậy đó anh sao chịu nổi. Giao hàng không đúng hẹn, mà cái lô hàng này quá lớn đi, mình trễ. Rồi bên kia trách móc nói tôi là thiên vị, cũng như là giao hàng cho người khác, không giao cho cái chỗ này. Người ta bỏ quỷ đơn hàng luôn rồi. Người ta nghĩ mình thiên vị đó. Mình lo khách lớn, mình bỏ khách nhỏ. Mà từ đó tới giờ đâu có sót đơn nào đâu. Bây giờ làm sao không? Chịu thôi, người ta quỷ thì mình chịu thôi. Bà không sao chứ bà? Không sao đâu, không sao đâu. Được, được rồi. Không sao đâu, để. Được. Không sao đâu tụi con. Để vô. Cho. Uống miếng nước gừng nóng à. Ừ. Đó, chỗ đó đó. Đó, nhất chỗ đó đó. Ừ. Ừ.
Ba nè. Bao năm qua ba đã vất vả chăm lo cho cơ sở bánh tráng gia đình mình rồi. Một phần là ba cũng muốn con có cuộc sống tốt, và quan trọng hơn, đây lại là nghề mà ba trân quý. Con biết ơn ba nhiều lắm. Nhưng mà qua sự cố vừa rồi, con thấy ba cần phải được nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian để tĩnh dưỡng hơn nữa. Ba đã dành cả đời để chăm lo cho con rồi, bây giờ đến lúc con phải chăm lo cho ba chứ. Mà ba yên tâm đi, công việc của con ở trên thành phố á, dư sức để lo cho ba và con luôn đó. Thôi bỏ đi con. Anh nói cho con biết, lúc trước á, ba từ Cà Mau ba trôi dạt lên cái xứ này, lúc đầu ba chỉ làm công thôi, rồi ba dành dụm từng đồng từng cắt, rồi ba mở một cơ sở riêng cho mình. Đó là một quá trình chông gai, đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Bây giờ á, ba coi cái xưởng bánh tráng này là mạng sống của ba, ba quý lắm. Gặp bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, ba cũng không bỏ nghề đâu con. Dạ, con hiểu à. Dạ, con tôn trọng suy nghĩ đó của ba. Ừ. Nhưng mà thôi, bây giờ ba nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện đơn hàng này nọ, con có cách giải quyết hết rồi. Ba yên tâm. Rồi, bây giờ hết cho con. Dạ. Cũng nhắn nhắn vài cái nữa con. Đang đã, đang đã mà. Ờ, đó. Ý. 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 Rồi, bà tranh thủ nghỉ ngơi đi nha. Ừ. Con ra ngoài không mát xíu nha. Ừ. Nửa đi cái. Chú vào con bóp thêm cho. Ủa, sao cô lại ở đây? Tôi tính gặp bác hai đưa mấy loại thuốc bổ uống cho mau khỏe. Sao không đưa vào trong luôn? Tại tôi thấy anh với bác hai đang nói chuyện, tôi sợ vô làm phiền hai người nên tôi... Nên cô chọn cách đứng đây để nghe. Tôi không có nghe lén nha. Tôi đâu có nói cô nghe lén đâu. Mà tôi cũng đâu có ý nói xấu gì cô đâu. Tôi chẳng có gì để anh nghĩ xấu cả. Mà thôi, không sân si với anh nữa, tôi vô gặp bác hai á. Dạ con thưa bác hai. Ủa Lan con, có chuyện gì vậy? Dạ, con có mấy loại thuốc bổ muốn gửi cho bác hai uống cho mau khỏe bác hai. Bác hai cảm ơn con nha. Dạ. À, mấy bữa nay con ở đây, con không về nhà, má không la hả? Dạ. Ừ, nói nghe nè, đừng hiểu lầm bác hai nha. Dạ. Bác hai ý và thấy mấy ngày nay con ở đây, con lo cho bác hai nhiều quá, bác hai sợ phiền con thôi. Không có gì đâu bác hai, tại mấy hôm cô Bảy bệnh nè, thì bác hai cũng không có khỏe, con không có nỡ về nhà. Con cũng biết một chút y khoa nên con hy vọng là sẽ giúp được ít cho nhà mình. Cảm ơn con. Mà bác hai ơi, cho con nhiều chuyện chút xíu nha. Con nói đi. Con thấy bác hai á, là lớn tuổi rồi, bác hai nên giữ tinh thần mình luôn luôn vui vẻ, mình sẽ tạo ra được rất là nhiều sức khỏe luôn. Với lại anh Phong á, anh Phong vừa có hiếu nè, vừa hiểu chuyện nữa. Dạ con nghĩ á, anh sẽ giúp ích được rất nhiều cho cơ sở bánh tráng nhà mình. Bác biết mà.